Chớ bao xuân tàn quá rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Làm gì mà dạo này cứ thấy thơ thẩn miết à nghe. Trời ơi, ngắm mai rồi ngâm thơ rồi nữa hen. Nhìn cái mai đẹp, yêu đời, tuổi trẻ nó sống lại. Đây cũng là một cái thú vui chứ bà Tư. Ủa, sao nay hai má con đi chợ về sớm quá vậy? Sớm gì, giờ trưa trật thì sớm nữa không? Chưa đâu, chưa. Ôi, cứ đứng bóng à, chưa tới chiều mà. Móc hàng. Chợ mua gì mà lỉnh kỉnh vậy? Dạ, hôm nay mua quá trời đồ luôn nè tía. Còn với má, còn mua ủng hộ cho thím Minh cặp giò chả nữa. Bây giờ nha, đi ra ngoài chợ mua đồ phải cẩn thận đó, phải coi cho kỹ nha, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Chị ơi, hàng này á là hàng nhà làm nha, thịt tươi ngon đàng hoàng. Trời đất ơi, ủa sao mà biết? Bây giờ ở nhà làm đó, phải càng coi cho nó kỹ. Ở nhà không có máy móc nè, không có máy thử nghiệm nè, thịt tươi, thịt thối, thịt hư. Thấy không? Còn người ta làm sẵn đó, hãng người ta làm đó, người ta có thử nghiệm. Ừ, thì nhưng mà mình là người nhà quê thì mình cứ xài đồ nhà quê như hồi nào tới giờ đi ông. Quê hồi xưa nó khác, quê bây giờ khác rồi, bà Tư ơi. Ừ, tôi biết rồi. Bộ năm nay á, hai má con bạn Tết lớn dữ nha. Bị gì á, năm nay mình có con dâu nè. Mình sắp có cháu nội nữa không? Phải ăn Tết lớn mới được, phải không con? Dạ. Tôi đi vô nghe, nấu nướng á, ông ở ngoài này ngâm thơ đi, tôi vừa nấu vừa nghe đó. Đi con. Nói chứ tía làm thơ hay lắm đó tía. Chớ bao xuân tàn qua lại hết, đêm qua sân trước một nhìn mai. Mừng Tết đến gia đình vui sum họp, đón xuân về con cháu sống bình yên. Quá hay luôn. Mày ơi, ôi mấy con gà, ôi mấy cái mâm kiệu của tôi, ôi sao mày phá, ôi ôi đi, ôi. Ông Tư ơi, ông Tư. Gì? Tư ở đây. Gì? Chàng ơi, tôi nhờ ông ở nhà ông coi mấy cái mâm kiệu với củ cải của tôi, ông để nó phá banh chành hết trơn rồi nè. Trời ơi, Tết nhất ai cũng bận hết trơn á, không ai rảnh đâu mà. Rồi ông làm gì mà không rảnh? Chú Tư, chú Tư. Phụ. Trời ơi, phụ cái gì? Cái tướng thanh niên như mày có cái vỏ mày lớn, phụ diễn lố quá trời. Trời ơi, anh Tư mua quá trời đồ. Bánh mứt gì tùm lum chân. Ôi mệt. Sớm nay tía chồng con còn đứng ngắm bông rồi ngâm thư pháp nữa đó tía. Thôi con giao hàng xong rồi, con xong nhiệm vụ cũng vậy chú Tư. Ê, theo. Mày có rảnh không? Gì vậy? Mày chở chú đi một chuyện đó coi. Đi một chuyện hả? Ừ. Rảnh chứ không? Ừ, nhưng mà chở chú đi nghe. Dạ. Đi, chú trong đi. À, ông Tư, rồi ông đi đâu vậy? Tôi có đi ông chịu xíu, chứ tôi về liền, nghe không? Ừ. Đi. Thím Tư, đồ để đây nè nghe. Trời đất ơi. Alo. Cô Hồng nghe nói năm nay ra thành phố thưởng Tết lớn lắm phải không? Chán lắm cô ơi, sắp Tết rồi, chưa nghe thằng chồng ơi. Rồi mày có về quê ăn Tết không? Rồi tiền thiếu cô tính sao? Alo. Trời ơi, sao mất sóng vậy trời? Rồi, ngoài dùng phủ sóng, trong lòng tái tê. Mỗi lần á mà đến cái đoạn đòi tiền là vậy á. Mày đâu đây? À, đi công chuyện, sẵn ghé chơi. À, cô ruột, con mới thỉnh bức tranh này về nè, đẹp không? Bức tranh gì mà thấy quẹt cái gì mà lằn quằn như là hả, trùng bò vậy? Trời, nhìn kỹ đi. Đó, thấy chưa? Đó, cô phải nhìn thật kỹ, biết sao không? Nghệ thuật là trù tượng. Cái bức tranh này á là chữ phát. Phát là gì? Là phát lộc,
phát tài, phát đạt đất trường tồn, là mãi mãi giàu sang hạnh phúc đó cô. Ở đâu mày có bức tranh đọc dữ vậy? Đây á là cái duyên thôi. Cái bức tranh này có 102, độc nhất vô nhị. Cái này á, duyên đến ai thì người đó nhận thôi. Cô mà có đi tìm kiếm khắp nơi cũng không có. Phát đạt đất trường tồn, là mãi mãi giàu sang, mãi mãi phát tài. Bà Lích, mày bán cho cô Hồng bức tranh này đi. Không bán. Bức tranh này vô giá. Chỉ cho già biếu. Vậy mày nghĩ đến cái ơn của tao đối với mày, cho mày thiếu tiền hoài không có đòi, tặng chứ cô Hồng biết. Cô ruột thích bức tranh này hả? Thích. Cô Hồng thấy cái gì mà phát đạt, giàu sang là cô Hồng thích à? Cô là người có ơn với con. Nếu cô thích thì con tặng cho cô. Tại vì ở đây cô buôn bán thì con sẽ chúc cho cô sẽ mua mai bán đắt, mãi mãi giàu sang, mãi mãi trường tồn. Bà Lích, mày làm cô Hồng cảm động rơi nước mắt vậy đó. Bức tranh vô giá như vậy mà mày cũng dám tặng cô Hồng nữa hả? Chứng tỏ là cái tình cảm của mày đối với cô Hồng không có gì sánh được hết. Mà Lết, tiền thiếu của mày á, cô Hồng xóa hết, cô khỏi trả cho cô Hồng nữa nha. Cô nói thiệt á hả? Ôi trời ơi, cô cảm ơn cô. Vậy là bây giờ con và cô không còn nợ nần gì nhau nữa nha. Dạ, vậy thôi con mắc công chuyện, con về nha. Ê bà Lết. Dạ. Cái này treo đâu? Nơi nào trang trọng nhất thì cô treo. Con về nha. Không ngờ nghe, không ngờ bỏ lâu gì mà viết cái chữ thư pháp coi cũng còn được quá chứ. Đợi chữ khác coi. Chàng ơi. Sao bà làm gì hết hồn vậy? Ông cũng biết vẽ nữa hả? Trời ơi biết chứ. Mà ông vẽ gì vậy? Tôi nhìn tôi không hiểu gì hết trơn trọi. Đây là nghệ thuật viết thư pháp. Bà không hiểu đâu. Bà biết chữ gì không? Chữ gì? Đây là chữ chí. Chí là gì? Ý chí. Có chí làm nên. Chữ chí đó bà hiểu không? Chí hả? Đó, thấy đẹp không? Nhìn thấy hết sảy không? Tôi thấy hình như sai sai gì à. Ồ sai gì? Chữ đẹp không mà. Chữ này chữ chó mà phải chữ chí. Trời đất ơi, cái chữ thư pháp của người ta mà nói cái là tôi muốn té xuống ghế luôn vậy. Cái chữ chí ta đẹp như vậy mà bà nhìn ra chữ chó luôn, hay thiệt. Làm bà làm tôi tủi cảm xúc luôn rồi. Hết nói luôn rồi. Không có trình độ nào mà coi cái chữ. Dạ tí má, tụi con mới qua. Dạ thưa tí má, mới qua. Mới qua tụi con. Ngồi, hai đứa ngồi. Để tí hỏi cái coi. Mày coi tao viết chữ thư pháp mà má mày mà không biết coi. Đây à, mày coi tí viết nè. Dạ. Không, cái chữ này nó hơi lố tay. Đây nè. Con coi, viết chữ gì vậy mà má mày còn nói. Con coi thử coi, cho tí ý kiến coi. Tí viết cái này là để tặng cho tía má con ở bệnh đó. Ê, để đứng lại con, để đứng lại. Ê không, lộn ngược. Lộn ngược, quay lại. Quay cái mặt của mày. Đẹp không? Em. Em đọc ra chữ gì không? Chứ sao anh đọc giống như cái chữ gì phá lại thôi. Trời ơi, đầu năm đã phá đi rồi còn giờ bắt phá lại nữa. Sao tốt em? Anh này, chắc tại mình đọc không ra thôi. Tía, chắc tại bút pháp của tía cao siêu quá nên vợ chồng con nhìn chưa có ra. Trời ơi, mấy đứa con đọc chữ thư pháp của tía, mấy con đọc kiểu gì là chết rồi con. Cao gì? Má thấy vậy á, ổng vẽ ngoằn ngoèo giống mấy con trùng quế mày nuôi ghê vậy. Trời, chữ thư pháp mà viết mà để ta nhìn ra là không phải là chữ thư pháp. Dạ, giờ con mới biết luôn á tía.
Trời đất ơi, khách tới mà phải nhịn gì vậy? Cô Hồng. Anh Tư. Có gì mà say mê vậy? Nè anh coi nè. Sao thấy quen quen ta? Bà Lít tặng cho em đó. Trời ơi, nhìn vậy chứ quý lắm anh ơi. Có 102 đó. Thằng Bà Lít hả? Dạ. Nó nói đầu cao nhân á, đầu trên núi xuống viết tặng cho nó đó. Em á phải năn nỉ nó hoài, em phải xóa nợ của nó đi á mới có được đó. Kỳ vậy ta. Tránh là mình nhớ mình tặng cho thằng Tèo mà tại sao giờ thằng Bà Lít á? Là sao anh? Không có gì. Không có gì. Ê, rồi cô Hồng coi rồi cô Hồng có biết cái chữ này chữ gì không? Bà Lít nói với em này là chữ phát á. Trời ơi, tôi thấy giống chữ phạt thì hơn á. Cái gì phạt? Phạt gì mà phạt? Cái chữ rõ ràng người ta chữ phát vậy mà nhìn sao ra chữ phạt? Phát có nghĩa là sao? Phát là phát đạt, đắc trường tồn. Ủa nhìn không rõ sao vậy? Phát là phát đạt á, là bền vững, là mãi mãi là giàu sang. Nhìn nó có kỹ nó em bậy em bạ mà. Ê, cô Hồng. Hả? Tới nãy giờ chưa có cà phê. Em quên. Đợi chút xíu nha. Ôi, chết rồi, mình viết chữ mà người ta không hiểu gì hết trơn. Phải ghi chú, phải ghi chú. Ủa, anh Tư đâu rồi ta? Chưa uống cà phê. Chắc có chuyện gì gấp rồi. Sao mệt quá, không uống mình uống. Có giải thích vậy dễ hiểu nè. Chứ bữa giờ không ai hiểu, giải thích mệt ghê luôn á. Không phải để vậy đâu, vậy nè. Vậy cũng đúng rồi. Hình như là chữ nhật đó má ơi. Cũng phải. Con đọc cũng không ra ta. Ủa kỳ á. Ủa vậy chứ anh xui anh viết chữ gì đây không? À, con dịch ra tí má. Đọc nghe thử đi. Chữ này là phái nè. Lạo thụ. Phái lạo thụ. Phái lạo thụ là cái gì? Là cái gì má? Sai rồi là một gì mà có phái lạo thụ. Con chỉ dịch ra được vậy thôi á. Cái này là phúc lục thơ. Trời ơi, phúc lục thơ là cái gì? Thơ là cái gì? Ông coi kỹ. Có khi nào anh xui á, ổng chơi chữ hay ghép chữ gì không? Kỳ ông đừng viết chữ gì, không biết ra cái chữ gì nổi thiệt. Tất cả nó coi đây nè. Ta có dịch ở dưới đây nè. Nghĩa là phúc lập thọ. Trời ơi. Anh xui anh có viết phụ đề ở dưới mà ông thấy. Nè, phụ đề nè. Đúng rồi. Nghĩa là phúc lộc thọ. Nghĩa ông ra nổ. Ôi, Sơn. Sơn. Ủa, anh Sơn. Dạ. Trời ơi. Dạ, anh Sơn. Mời anh Sơn vô nhà ông nước. Dạ, cảm ơn anh Sơn. Thật ra là qua đây là tính gặp anh Xui để xin lại cái món quà mà bữa tặng anh Xui đó. Đúng được, tết nhất mà Xui à. Dạ thật ra là cái món quà tôi viết chữ xấu quá cho nên phụ đề dưới anh mới đọc được. Rồi tôi mắc cỡ quá thôi. Chắc anh cười tôi lắm anh Xui. Trời đất ơi, đâu có gì đâu cười. Quan trọng là cái tình, cái nghĩa. Tôi cảm ơn anh đó. Cảm ơn anh tặng cho ba chữ đó. Mà gia đình tôi đó là nó náo loạn lên hết trơn á. Anh ghẹo tôi hoài anh Xui. Không, hay với hay á. Cảm ơn anh Xui nghe. Cái đó là chữ phong thủy đó. Anh Xui tặng cho nhà tôi như vậy là anh chúc là phước đức nè. Rồi may mắn nè. Giàu sang sung sướng. Rồi sống thọ nữa. Cảm ơn anh Xui. Dạ đúng rồi đó bác Tư. Rồi không ngờ bác Tư chọn món quà đọc và lạ thiệt luôn á nha. Dạ. Mai mốt á, tôi phải học anh á để viết thư pháp á. Dạ. Thôi mời, mời thầy Tư vô nhà uống nước. Anh kêu tôi hoài. Dạ, cảm ơn anh Xui.
Chàng ơi, mặc cái áo này nhìn như tươi rói rồi tơi. Nhìn trẻ ra đó, đẹp quá chừng luôn nè. Vậy mà bữa tôi mua áo này, bày đặt chơi tới chơi lui, mặc trẻ lắm đó nghe. Người mặc đó đẹp, công nhận đẹp thiệt á. Nhìn tôi thấy sao? Đẹp không? Chung cái áo này cũng đẹp á. Có cái bông sen rồi ăn lên rồi cũng đẹp. Còn cái gì đẹp nữa không? Nhìn kỹ thử. Có gì đó thì áo đẹp, tụi nó áo đẹp chứ còn gì nữa đâu. Rồi đó nha, đụng với tự ái gì đây? À hiểu hiểu hiểu. Áo đẹp mà người cũng đẹp. Đó. Nói chung bà mặc áo này thì đẹp, cũng trẻ ra, nói chung thì cũng xứng với hai lúa đó. Trời, câu đó nãy giờ đó. Sáng nói câu này cho nó hên cả năm đi. Trẻ ra được miếng nào mừng miếng đó chứ. Đẹp mới tới giờ này chứ, duyên quá. Lố rồi đó, kỳ quá. Chải tóc đẹp đẽ rồi chút nữa qua ông bà để ông bà lì xì cho nha. Dạ. Em, ai nói không thích Tết chứ anh thích Tết dễ sợ luôn nha. Em cũng thích nữa, Tết là nó rộn ràng lên vậy đó. Rồi. Em biết sao không? Dạ. Hồi nhỏ mình được lì xì nên Tết vui lắm. Còn bây giờ mình lớn lên, mình lì xì lại cho mấy đứa nhỏ, nhưng mà cũng vui. Đây, qua tí ẩm đi con. Nè, đi nè, qua nhà nội. Super. Rồi, qua chúc Tết rồi. Ông bà mình hồi xưa nghĩ ra mấy này cũng hay nha. Tết nhất á, ăn mứt ăn kẹo á, phải uống nước trà. Ăn thịt có hột vịt á, phải có dưa giá củ kiệu. Đúng rồi. Kèm vô ăn ha. Đúng ngon ha. Bánh phồng phải có bánh tráng. Đúng hương vị á, quyện với nhau không? Ngon. Dạ. Chúc mừng năm mới tía má. Ủa? Ờ, con. Tết nhất ngủ giờ này mới thức hả? Đâu có đâu, con dậy từ sớm mơi rồi đó. Sao không thấy? Dạ, tại con yoga. Làm gì yoga? Dạ đâu có yoga gì đâu má. Con đi vô đi ra. Trời đất. Vậy mà má có tưởng mày mới sáng sớm làm gì tập yoga chứ. Con dậy sớm mơi rồi. Con tính ra đây nè, để xong đất kiếm tiền lì xì. Nhưng mà chưa thấy tía má dậy, con vô ngủ tiếp. Giao thừa xong á, má mày rước người tới xong đất rồi. Năm nay ở nhà mình phát tài phát đạt á. Ông đi vô đi vô. Tôi tía má mới qua. Tía má mới qua. Tía má mới tới. Chào mừng năm mới anh chị bảy. Ừ, chào tám. À, nghe, lì xì. Dạ sắp hàng nha. Dạ. Từ nhỏ tới lớn. Dạ nhỏ, nhỏ đây, cống, cống. Cống, cống rồi. Ừ. Ơi, ăn nổi cái con. Dạ. 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 Con chúc ông nội bà nội sống lâu trăm tuổi. Ừ, cảm ơn con. Dạ. Chúc con học giỏi nghe. Dạ. Ăn thiệt nhiều nghe. Dạ. Ừ. Rồi. Dạ. Dạ. Ờ, con chúc tía má sang năm gặp nhiều may mắn. Và điều đặc biệt là lúc nào cũng xinh trai và đẹp gái. Trời ơi, trai xinh gái. Dạ con cảm ơn tía má. Dạ, con chúc tía má năm mới dồi dào sức khỏe. Hôm nay của mình làm ăn ngày càng phát đạt. Rồi. Nghe được á. Tía chúc con nha, làm ăn phát đạt phát tài nha. Thành công trong sự nghiệp nha. Dạ, cảm ơn tía. Một phim mau nổi tiếng nha. Dạ, cảm ơn tía. Ủa, bảy cò đâu? Dạ, con đây. Bảy nãy đưa rồi, bảy đưa chung với Cốc. Dạ đâu có, cái đó của Cốc, con chưa có. À quên. Dạ, năm mới con xin chúc tía má trăm năm hạnh phúc. Ờ. Sao chúc giống đám cưới vậy con? Dạ tại vì nãy giờ mấy điều tốt lành vợ con với anh Tám chúc hết rồi nên chúc chạy đi tiếp. Thôi, 99 năm nữa rồi con. Đây, đây lì xì. Dạ cảm ơn tía má. Nhà má cũng chúc á, vợ chồng con luôn luôn hạnh phúc. Rồi á là năm mới nè, làm ăn phát đạt. Ha. Dạ cảm ơn tía má. Trời ơi cắn hụt như hả con? Thì, anh lì xì em. Năm mới chúc em được dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già,
bớt đi nói dai. Rồi cũng được, cảm ơn anh. Rồi em cũng chúc anh sang năm mới có vợ đẹp con xinh. Con cháu đầy đàn. Đó, ở gia đình sung túc. Hú hồng hú dí á. Sưng sưng ơi sưng đến rồi, teo 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 đến rồi. Con ơi, cái đâu có trái măng cầu ngon của Hồng? Ơi. Ê ê ê, về lại. Đây. Cái gì vậy? Cái này là ta mới đi chùa về xin lọc đầu râm á, ẩu tả không à. Cô đi chùa hả? Ừ. Diện lát con cũng phải rủ em Gạo đi chùa cầu duyên mới được. Đi đi. Nay chùa đông không cô Hồng? Trời ơi, bữa nay quá đông luôn. Gì mà vô chùa hả? Trời ơi, người nào người nấy hả? Mồ hôi nhễ nhại, mắt mũi hả? Nước mắt kèm nhèm luôn á. Ủa sao cô đi chùa mà cô khóc hả? Khóc gì mà khóc. Ba cái nhang á, người ta đâu mà đốt quá trời luôn à. Khói cay mắt. À gì hả? Đâu đây? Qua chúc Tết bằng tuổi kiếm lì xì. Trời đất ơi, cái mặt mày già như trái cà, rồi mày đặt lì xì nữa. Dạ đâu dạ, con còn trái măng luôn á. Chưa có vợ con gì là còn nhỏ. Như lời bữa hổm của Hồng dặn con Tết qua mừng tuổi cô lì xì lấy hên, chứ đâu phải tự nhiên con muốn qua đâu. Ủa có hả? Có. Thì thôi chút tia tao lì xì cho. Hướng chi vợ miệng hại thân. Năm cũ bước qua năm mới. Ừ. Con chúc cô Hồng luôn luôn vui vẻ, lúc nào cũng khỏe, lúc nào cũng tươi trẻ và xinh đẹp. Câu này tao khoái nè. Dạ. Nè, lì xì cho mày. Chúc cùng mà hết ế. Ý mà tao tao ế hả? Đâu có. Con nói cô là chúc cô lúc nào cũng vui vẻ như thế. Hiểu lự à. Nè. Dạ. Tao chúc lại mày nè. Năm nay nè, bớt lông bông lại. Dạ. Công việc thuận lợi một chút. Dạ. Sớm cưới vợ. Dạ. Cảm ơn cô Học. Bớt nhiều chuyện nha. Cô Hồng. Một đêm chơi luôn, ok luôn. Thôi, giờ có lì xì lấy lọc rồi. Về rủ em Gạo đi chùa cầu duyên. Ừ, đi đi. Trước kia cô Hồng, nó mới vui vẻ. Ừ. Tụi này dễ thương ghê vậy đó. Hello cô Hồng. Trời ơi. Dạ, năm mới con chúc cho cô Hồng dồi dào sức khỏe, ngày càng xinh đẹp, mua mai bán đắt, tiền vô như nước nha. Chịu luôn. Dạ. Lì xì cho con. Dạ. Năm mới cô Hồng chúc con lúc nào cũng sáng sủa vậy đó. Sáng lên. Rồi công việc xô chậu nhiều ha. Rồi được khán giả yêu thương, càng ngày càng nổi tiếng. Dạ con cảm ơn cô Hồng nhiều. Ờ mà chúc được cô Hồng có đi đâu chơi không? Cô Hồng chỉ đi chúc Tết bà con hàng xóm thôi. Cô Hoàng hãy đi nha. Chút xíu nữa, ba Lít chở Mộng nè, anh Bảy chở chị Bảy tụi nhỏ qua nè, rồi ba Giai chở Mai qua nè, chúc Tết của Hồng đó. Sao tự nhiên qua thăm tao dữ vậy? Hai đứa lớn xong rồi ha. Dạ. Giờ tới hai đứa nhỏ. Nè, Cốc nè, Cốc nè, ngoại lì xì cho Cốc nè, cầm đi con. Bé Ân, ngoại lì xì nè. Dạ. Nè, thông minh và ngoan ngoãn nha không con? Dạ. Con cảm ơn ngoại đi con. À giỏi. Tết năm nay cô bộ Cốc nó bội thu rồi nghe. Hiểu nè. Bội thu thì má thằng Cốc bội thu chứ ai bội thu. Tía này, thì người ta lì xì cho con của mình thì mình cũng phải lì xì cho con người ta chứ tía. Ủa mình nào vậy hen? Thì anh đó. Ủa mà tía má, sáng giờ tía má đi chùa chưa? Chưa. Tía tụi con nói á, chờ tụi con qua chúc Tết rồi đi luôn nè. Dạ, vậy mình đi chung đi. Vợ chồng con cũng chưa đi. Ừ. Ủa, mình đi còn có làm sao ta? Thì mình ẩm nó đi luôn tía. Ôi, không được. Trời ơi, mấy ngày này vô chùa tao nói nhang khói dữ lắm. Nó nít mà sao mà chịu nổi tụi con. À, không ấy, mình gửi hai đứa nhỏ qua nhà tía má con đi. Ừ, được á, sẵn đường á. Mình gửi anh chị xui đi. Thôi, tranh thủ đi, mình đi lẹ về lẹ. Dạ, dạ. Nè nè, đi chùa. Năm mới Tết đến, trong không khí xuân đang về, trậm hoa đua nở, người người chảy hội,
ánh nắng trang hòa. Chị em cùng nhau đi vui sưng đón Tết. Thôi, mày chúc cái gì mày chúc đại đi ba lít đây, mày làm tao mỏi cổ quá. Dạ, con thiết nghĩ Tết thì mình phải mang những lời hay ý đẹp để chúc cho nhau mà tía. Ừ, nhưng mà tía thấy vậy nè, chúc ngắn gọn xúc tích là được rồi. Dạ, vậy con vô đề luôn ha tía. Ừ, chúc đi. Năm mới Tết đến, con chúc tía dồi dào sức khỏe. Tiếp đi mày. Dạ hết rồi. Ủa? Vậy hết rồi hả? Tại tía nói ngắn gọn xúc tích. À, thôi được, tuổi tía vậy á, chúc sức khỏe là được rồi đó. Dạ. Nè, tía lì xì cho nè. Dạ dạ, con cảm ơn tía. Gì mới lì xì mày làm gì vậy mày? À, dạ thì con mới chúc tía sức khỏe. Con biết tía hay đau lưng nên con đấm lưng cho tía vậy mà. Tía ơi. Gì? Tía có tính đi đâu chơi không? À, tía cũng định qua mấy nhà bạn bè để chúc Tết. Dạ. Vậy tía đi chưa? Chưa biết nữa. Vậy tía chưa đi, cho con xin phép chở Mộng đi chùa nha tía. Vậy? Anh ơi, mình đi đi, em xong rồi. Dạ thưa tía con đi. À, dạ thưa tía con đi. Trời, tao chưa chấp nhận mà tụi bay bỏ đi rồi. Tụi bay bắt tao coi nhà từ năm ngoái tới năm nay. Công nhận á, chen chút cực khổ, cũng xin lá sâm này, sâm thường thượng luôn đó mày. Con cũng có luôn nè. Ờ. Nè, sâm thường thượng luôn rồi không? Vậy là coi như hai cô cháu mình năm nay hên á. Mà mày nói mày, mày rủ con gạo đi sao không thấy đi vậy? Thôi, đừng nhắc nữa cô ơi. Sao vậy? Đi Sài Gòn rồi. Trời ơi, Tết nhất tao về quê ăn Tết, đi Sài Gòn làm gì? Ai biết đâu, cả gia đình kéo nhau lên Sài Gòn nói thăm bà con dĩ trễn á. Mà cô Học, mà cũng thấy làm như năm gạo không có thích ở quê hay gì á cô Học. Thôi, đầu năm đầu tháng đừng có nói ba chuyện đó nữa, mệt quá đi, thôi đi. Ủa, chị Tư. Hai người về rồi đó ha. Chị Tư. Ngồi Tư. Rồi có xin được cái quẻ sâm nào không? Có nè, sâm thượng thượng luôn. Nè, con có nè. Giỏi quá ta. Ủa, Thím Tư có xin được không? Chú với Thím á, cũng tính hả, vô xin cái quẻ sâm đầu năm. Mà ta nói cái tụi thanh niên á, nó lấn quá chịu không nổi luôn. Đúng là tụi nó không có hiểu cái câu à, kính lão đắc thọ mà. Thôi đi Thím Tư ơi, Tết nhất mà chấp làm chi không biết nữa. Tại đầu năm thì ai cũng muốn xin được lá sâm lấy hên vậy mà. Con với cô Hồng cũng chèn chết mới được chứ bộ. Đúng rồi chị Tư. Thằng Bá Lít ở xóm mình á, có tờ hết đúng không? Nó vô trong đó làm như là nhan khói nhiều quá, rồi người đông quá, cái nó bị ngợp, nó không có không khí á, nó thở không có được, thiếu oxy. Cái nó chạy ra ngoài, nó hình cái nó chạy vô, nó chèn, nó chèn vô xin tiếp. Cái nó chịu không nổi, chèn đông quá, nó chạy ra, nó hình vài cái nữa, cái chạy vô nữa. Rồi nó đâu rồi? Nó vẫn còn kiên trì ngoài á. Nó chạy ra nó hít miếng cái chạy vô nó chen nữa vậy á. Chàng ơi, thằng coi vậy mà cũng kiên trì dữ ha. Ủa, Thím Tư đây rồi, chú Tư đâu? Ổng dẫn bảy cò đi qua bên bà con của ổng đức chúc Tết. Bị năm nay là năm đầu tiên có rễ nè, thành ra dẫn đi phe luôn. Ôi. Đúng. Vậy là lát chú Tư vòng lại đây hả Thím? Vậy thôi còn ở đây luôn, đợi chừng nào chú Tư quay lại cái chúc Tết chú Tư Thím Tư kiếm lì xì. Mà đâu cần chú Tư. Hả? Thím Tư lì xì cũng được vậy. À ha. Ờ. Vậy thôi. Chúc. Để con chúc Thím Tư, xong rồi Thím Tư gửi tới chú Tư giùm con nha. Đứng lên đàng hoàng mày, đứng lên đàng hoàng. Dạ. Năm cũ bước qua năm mới, con chúc chú Tư, Thím Tư sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già. Thím Tư cảm ơn con. Đây, Thím Tư cũng chúc con sang năm mới con được sức khỏe dồi dào, mần ăn á, cái công việc á càng ngày càng phát triển lên, nghe không? Dạ. Và cái điều quan trọng á, năm sau phải cưới vợ nha mày. Dạ, cảm ơn Thím Tư.
Chị Tư, em cũng chưa có chồng nè. Mời anh chị xuống nước. Dạ, cảm ơn anh chị. Uống nước đi chị. Nước mà. Ủa, hình như vợ chồng bởi cò nó đi với anh chị mà. Sao anh chị về đây, vợ chồng nó đâu? Dạ, nó còn sinh lập ở ngoài á. Vậy đó hả? Ồ, rồi anh chị xui có đi chùa chưa? Sáng cũng định đi đó chứ. Ừ. Khách khứa tới liên tục rồi mất tiếp khách rồi chưa có thời gian đi, chắc chiều chiều đi à. Như vậy thì anh chị khỏi có đi luôn đi, mất công lắm. Ủa sao hả? Trời đất ơi, ra ngoài tụi nó đông như kiến gì đó, ngợp luôn, không có chỗ thở đâu. Trời đất ơi, trời ơi đông dữ vậy hả? Ừ. Dạ, vợ chồng tôi nè, cũng định xin cái lộc đầu năm, nhưng mà tao nói khen không lợi tụi nó. Đó, hai vợ chồng tôi năm nay chắc khỏi xin lộc luôn. Vậy chắc là tôi với ông khỏi đi luôn chứ sao giành lại. Không, anh chị á vô chánh điện đốt nhang thì được. Vậy để sắp xếp rồi đi. Trời đất ơi cái gì mà te tôi vậy Tám? Trời ơi, gì vậy Tám bạn? Dạ con đi giành lộc cái tụi đó, rồi với cái mảnh đứa nào nó giành nó lấy, xong á lúc đang giành không biết đứa quỷ nào nó cắn con cái con chới giới luôn à. Trời đất ơi, mày coi kỹ nghe, nó mắc độc một cái là chết đó. Ông thấy chưa, đi chích ngừa đi. Trời ơi, con bị tơ tả vậy mà có dạy được lọc không? Dạ không luôn bác Tư. Nè, thôi khoan hả xin, chờ người ta xin hết đi, vắng vắng mình ra mình xin sao? Trời, cái cây lọc bây giờ nó chết ngắt ở ngoài luôn rồi bác. Nghĩ sao mà xin được nữa. Mạnh đứa nào nấy á, dẫm đạp lên, nát bét hết trơn luôn rồi. Trời ơi, nhìn nó te tua vậy là biết rồi. Cái thằng ôn dịch vật này nó gì phá hoại chứ xin lọc cái gì? Đi đâu á? Tôi đi ra ngoài coi sao. Thì thôi. Tám, đi vô tiếp. Anh xui. Ba. Con chui vô cái đám người đó, hai lọc mà không hai được gì hết trơn. À, hai được nhánh cúc. À đây, đẹp á. Đẹp. Tặng cô nè. Trời ơi, vàng vàng đẹp. Tết tặng một cúc. Kệ đi, lộc mà. Nhưng mà tao thấy tụi bay dở ghê luôn á. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà không có nào giành giật lấy được cái gì hết. Chán. Con chui vô trong đám đông luôn, giành quá trời giành luôn. Mà không biết đứa nào nắm tóc muốn chống ra đầu con luôn vậy. Trời ơi, tao thấy mệt thiệt á, không có xin được gì á. May á là mình đã xin được cái xăm thượng thượng này rồi, chứ không thôi á chắc đầu năm nay mình không có xin được gì lọc gì hết. Ờ à, đúng rồi, còn cũng có nè. Quá trời quá đất thiệt chứ. Sao sao rồi ông? Chẳng sao gì nữa. Cái cây của người ta tổ bố vậy nè, nó bẻ không còn một cành, nó dậm nát hết. Bây giờ một bãi chứ vừa ngoài. Trời đất, cái gì mà hái lộc mà sao tàn sát dữ vậy? Hái lộc cái gì? Nó đi ăn cướp của người ta chứ hái lộc cái gì? Cây cối của người ta về nó nhổ không còn một cây nữa. Chịu nói không? Gì Tám? Vậy đó. Sống đi đâu đó? Dạ tía. Tụi bay đi hái lộc hay đi ăn cướp? Nhưng mà cái này đâu phải mình con đâu mà tía la con. Cũng có quá trời người đi hái lộc mà tía. Ủa? Thấy người ta làm bậy rồi cũng làm theo người ta vậy đó hả? Mình thấy cái đó mình phải tránh chứ. Mình phải biết cái nào đúng cái nào sai. Chứ đâu phải thấy người ta làm sai rồi làm theo người ta. Ủa ông? Thì nó cũng đi hái lộc rồi cũng bị người ta giật giành rồi đè nó bẹp dí ông thấy ha. Tóc tai bồm sờm luôn ông thấy ha. Ủa la vừa vừa là la sao bà Tư? Hả? Dạ thưa tía má mới qua. Cái gì vậy bãi? Dạ con hái lộc cho tía má. Trời đất. Trời ơi vất vả lắm đó nha. Hồi nãy đáng lý ra là con hái không được đâu. Con giành giật rách áo cũng phải về thay đồ. Rồi cái con me con bứng nguyên cái cây này qua tặng tía má. Ai mượn ai sai ai biểu mày. Hai anh em tụi bay á không biết gì cái chữ hái lộc mà cũng đua nhau đi hái là sao? Nhưng mà con thấy á, hồi nào giờ Tết nhất á, thanh niên cũng đi hái lộc bình thường mà tía. Còn đứng nó cãi ra hay sao? Cái chữ lộc ở đây á là cầu mong cho những điều tốt lành cho người thân, cho gia đình. Còn tụi bay á phá cây phá cối, phá hoại thiên nhiên môi trường, vậy mình đi hái lộc ra hả? Đúng là thiếu hiểu biết,
thiếu văn hóa. Bộ con đứng đó hả, đem cái cây ra ngoài chồng lại cho người ta. Dạ. Rồi biết mày đó người ta giảng chưa? Hay còn đông đen đông đỏ ngoài rồi sao trồng? Mà cái cây này trồng có sống được không đây? Má yên tâm đi, cái này dễ sống lắm. Trồng xuống đất là nó lên tươi xanh luôn. Ờ hay quá ha. Dạ. Trồng mà nó không sống là xui cả năm. Yên tâm đi, nó gà hoa thơm cả năm luôn. Nói thầy lắm, từ đây tới cấm nha. Cấm đi bẻ cây, nhổ cây của người ta đó. Dạ. Dạ, con xin lỗi tía. Con xin lỗi tía. Không có lỗi phải gì hết á. Lên đó nằm. Hả? Bạn đi lấy ma đau thần chỗ cho tôi. Dạ, mở hàng sớm với tía. Cái gì kỳ vậy tía? Dạy con không bạo lực nha. Dạ, vui vẻ, không quạo tía. Thôi ngưng ra đó. Dạ, cảm ơn tía. Nhưng mà qua mùng 3 là phải tính lại nha. Sao? Con thấy xẻo lá mình dạo này có khác hồi xưa nhiều không? Dạ, con thấy cũng không có khác là mấy. Nhưng mà con thấy tường gạch nhiều hơn hả tía? Bữa trước tía về tía cũng bất ngờ dữ lắm. Nhưng mà tía lại vui là bởi vì bà con mình có cuộc sống khá hơn ngày xưa. Ủa? Nhưng mà sao đợt này tía kêu về đây chi vậy tía? Ủa? Bay không nhớ là tía hứa tía dắt bay về quê hả? Thì sẵn dịp này á, Tết nhất rảnh rang thì mình về quê. Nè, biết đâu đợt này về gặp nhiều bạn bè của bay đó. Dạ, đúng rồi tía. Ừ. Cái đám bạn con ngày xưa á, quẩn quẩn bây giờ đứa nào cũng vợ con đùm đề rồi tía ha. Ừ, cái đó thì tía không chắc, nhưng mà chắc vậy đó. Dạ. Thầy Minh phải không? Trời đất ơi, đúng rồi anh hai. Màng ơi, lâu gặp quá trời quá đất hang. Lâu ngày mà anh hai cũng còn nhớ tôi ha. Nhớ chứ, sao tôi quên được. Hồi xưa thầy dạy chữ cho mấy đứa nhỏ tôi mà. Dạ. Nhớ không? Hồi dạ đó nhớ. Mời tôi lên họp phụ huynh hoài đó. Trời ơi, anh hai nhớ dai dữ ha. Tôi nhớ dai nhưng mà không có thù giặc. Dạ, con chào bác hai. Màng đất ơi, thằng Nghĩa đó hả? Dạ. Có gì lớn đại ha. Tưởng mày làm cầu thủ được mày. Hồi xưa đi chơi với tám tuần hoài đó mà. Đúng rồi anh. Vậy đi chơi hay có chuyện gì không? Dạ về chơi thôi anh. Đi về nhà tôi uống trà chơi. Dạ dạ dạ. Đi con đi. Ừ. Đi con. Lâu gặp quá trời. Dạ. Mời thầy uống nước. Dạ. Uống nước con. Cảm ơn anh. Cảm ơn bác. Lần trước tôi có về nhưng mà do đi gấp quá cho nên là không có ghé thăm anh chị được. Vậy đó hả? Dạ. Không sao, có công chuyện gấp mà thôi chứ khi nào rảnh thì ghé chơi. Dạ. Anh chị với mấy cháu khỏe hết hả? Dạ khỏe đều. Dạ. Dạ thưa tía, mới về. Ừ. Tám. Dạ. Thấy ai tới chơi đây không? Chào thầy đi con. Dạ. Dạ. Dạ em chào thầy. Ừ, chào em. Dạ. Nè, nhớ ai không? Nghĩa. Ừ. Dạ. Dạ em không được khỏe. Em xin phép vô trong. Thầy với Nghĩa ngồi chơi nha. Thằng này bữa nay bị sao đâu mà. Chắc cháu nó mệt đó anh. Thôi cũng sẵn tiện là xuống đây. Yeah. Cũng có công chuyện. Dạ. Yeah. Ghé tôi chơi. Bây giờ tôi mời thầy với cháu ở lại hôm nay tôi nghỉ đi cho nó khỏe. Dạ. Yeah. Nếu như vậy thì đợt này làm phiền anh chị ha. Có đâu phiền, đông người quen rồi. Dạ. Yeah. Sợ thì sợ ít người thôi. Uống nước con. Dạ. Ê, nắm tay. Sao kỳ vậy kìa? Để ở đâu mà kiếm nát cái nhà hết không thấy. Dưới bếp cũng không có, trong buồng cũng không có, chứ nữa đâu.
Không biết ba Lít với Tèo còn chỗ cũ không ta? À, mấy ông còn ở chỗ cục á. Tôi đang tính đi cà phê, đi chung nha. Thôi tôi không đi đâu, ông cũng với ông đi chung đi ha. Vậy mai đi nha. Để tôi coi đã. Thằng này gì kỳ vậy ta? Quá chuyện gì hay sao mà? Làm gì trời? Ông lấy cái dây phone của tôi ông nghe sao ông nói tiếng nào hết trơn vậy? Để tôi đi kiếm muốn chết hả? Mượn nghe đại chút làm dữ vậy trời? Mượn gì mượn? Muốn nghe thì đi mua mà nghe đi. Cái này của tôi, của ai nấy xài đi, đừng xài chung nữa. Xài mà mượn mà không nói tiếng nào làm đi kiếm muốn chết. Nói nhớ nha, của ai nấy xài nha. Mới múc đừng mượn đồ tôi à. Ông có gì để tôi mượn? Nói cho nhớ. Nhỏ nhen, ích kỷ. Nhỏ nhen len chen lúc chút. Mời thầy với lại cháu, cứ tự nhiên nghe. Dạ, mời anh chị. Cứ tự nhiên nha, coi như người nhà đi, đừng khách sáo gì. Dạ, cảm ơn hai bác. Ủa, hai bác ơi, tắm tàn đâu rồi? Sao con không thấy đang chung với mọi người? Chết, tự nhiên cái quên lãng à. Con tắm tàn. Tắm tàn ơi, cơm con. Dạ. Con bà đẻ ra, bà còn quên nữa. Chồng bà đâu có đẻ đâu mà nhớ. Bà mốt bà dọn cơm bà ăn rồi, không nhớ ai nhớ. Tôi cũng quên bớt đi. Chứ hầu hai tía con ông cũng mệt lắm chứ bộ. Có khách nha, đừng tổ chức đại hội vạch mặt với bôi xấu nha. Dạ tía. Ủa tới giờ cơm xong ra ăn cơm con. Dạ con. Dạ thôi thầy với Nghĩa với tía má ăn cơm trước đi. Con chưa có đói. Ủa con ăn gì mà giờ chưa đói? Dạ hồi sáng con ăn lặt vặt cho nên con còn no má. Bây giờ cơm con đi ăn lặt vặt gì nữa. Thôi ngồi xuống ăn miếng đi cho mọi người vui vẻ chứ. Tía nói đúng rồi đó, ngồi xuống đi con, ít nhiều gì cũng phải ăn chứ. Chắc lâu ngày tám tàn với Nghĩa có nhiều chuyện để nói dữ hen. Dạ. Trời ui da, ui da con đau răng quá à. Ủa sao nhức 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 răng sao mày ôm cái bụng? Dạ con lộn. Đau răng quá má ơi, con ăn không được đâu. Thôi, cháu nó đau răng chắc không ăn uống gì được đâu chị. Vậy thôi vô trong nằm nghỉ đi. Có cần thuốc men gì không má mua cho. Dạ thôi được rồi má, để con tự đi mua được rồi. Dạ con xin phép. Cái thằng đau đau. Từ đây sắp tới có đau toàn thân luôn với bà coi. Thôi ăn đi. Dạ. Mời thầy. Dạ. Ăn nữa con. Dạ. Ăn đi con. Bánh tét ngon lắm, mới. Cũng hên là mình tìm cách tránh mặt kịp thời. Nhưng mà ở chung nhà thế nào đi tới lui cũng đụng mặt với nhau thôi. Không biết thầy ở tới chừng nào thầy mới đi nữa. Hay là mình tìm cách đi lên Sài Gòn. Mình nói với tía là mình có xô. Có lý. Coi vậy á mà anh có phước hơn vợ chồng tôi đó nghe. Anh chị nói sao chứ, ở cái xẻo lá này anh chị là nhất rồi. Hồi nãy tôi mới gặp bảy cò nè. Không ngờ hồi xưa là một đứa học sinh lười nhất lớp, vậy mà giờ trở thành nông dân giỏi đó chứ. Nhà được của mình nó đó thầy. Còn Nghĩa con thầy sao rồi? Sao là sao chị? Nó có gia đình chưa? Ý, con tôi có vợ rồi mà, tôi mới về thành phố ở chung tụi nó đó. Vậy hả? Nhưng mà nói nào ngay, lấy vợ hơi trễ, bởi vì nó lo sự nghiệp trước đó anh chị. Mấy đứa nhỏ giờ nó khác hơn mình hồi xưa nha. Dạ. Nhà tôi á còn trái bơm nổ chậm kìa. Ở trái bơm nổ chậm đó tên Sáu Nhú. À bỏng chừng nó lép luôn, nó không nổ luôn lắm chừng đó. Ông. Ủa Tám, con định đi đâu ạ? Dạ con tính lên lại thành phố. Tự nhiên lên Sài Gòn đột ngột không báo trước cho vậy?
Dạ con tại con có xô. Có xô vậy thì thôi đi đi con. Thôi thôi không có xô chậu đó, ở nhà đi. Ông này ngộ, con nó có công chuyện để nó đi, tự nhiên biểu nó ở nhà. Có công chuyện gì? Xạo đó đó. Sao không biết nó xạo? Trời, tôi dọn cái thấu tới tim đen đó. Đúng không con? Dạ dạ con. Con cái gì, từ hôm bữa tới nay đó, thì thấy con á, lạ lắm nghe, không bao giờ dám nhìn mặt thầy Minh với thằng Nghĩa. Là sao, lý do gì, nói tiếng nghe coi. Dạ con. Dạ. Dạ thiệt ra cái chuyện này cũng lâu rồi, nhưng mà con cảm thấy con xấu hổ lắm. Bữa nay hay học bài thuộc cả bài rồi sớm chứ sao mày. Ủa mới đi học về hả? Chào hai anh. Sao về sớm vậy? Cúp cua hay vậy? Đâu có, hôm nay á tụi tôi được nghỉ tới cuối á. Ơi nó nghe, nó nghe nè, nó nghe nè, nghe nè. Ôi ôi đẹp chưa? Người gì sao nãy giờ không khoe tao không thấy mày? Tao đợi đủ người tao mới khoe lần chứ tao khoe chi lần từng người mày. Ôi. Đâu có vậy, đâu có vậy. Tía tao mua cho tao đó. Cái gì? Thầy mua cho anh cái đồng hồ này hả? Ừ. Nó mắc tiền lắm đó nghe anh. Tía tao biết tao khoái này lâu rồi, nên tía tao để dành tiền lâu lắm mới mua được cho tao đó. Trời ơi. Ê, cho mượn ra thử miếng rồi mày. Ê, mày, được không đó? Mày đeo của tao trong khi rớt, không tiền đền đâu á. Đồ sao không mày? Kỹ kỹ nha bà. Kỹ nha mày. Ừ. Ê, sao như vậy? Gài lại như vậy hả? Ừ. Nè. Trời ơi kìa, ổng còn không biết gài, ổng đeo đồng hồ. Đấy. Ê, đẹp quá vậy, tao đeo vô thấy cũng đẹp đẹp vậy. Chứ sao anh? Lỏng le, nhìn lỏng le. Lỏng le sẵn. Thì mới mua cái nhỏ nhỏ là cái gì? Về tao đang nghĩ tía má tao mua cho tao một cái mới được. Tía má em á, thì tao không mua được cái đồng hồ này cho em đâu. Nhưng mà em sẽ để dành tiền mua cái đồng hồ này giống anh luôn. Ừ, vậy còn đám tạng nè. Nhà mày giàu á, về kêu tía má mua một cái đi, đeo cho nguyên đám luôn cho vui. Ê, nói chú hai mua cho mày một cái đi. Trời, chú hai mua cho nó mấy cái còn được, đừng nói chuyện cái. Thôi, tôi không có thích đeo đồng hồ đâu. Trời ơi, cái thằng này á. Rồi xong chưa? Không đưa hoài vậy, mà trả đi chứ. Đẹp quá. Bộ xịn là nó phải khác chứ. Ai. Ê, nói nghe nè, giờ không mấy nguyên đám kéo nhà tao chơi đi. Ừ, về nhà anh chơi đi. Được á. Ừ. Thôi em đi về, về trễ tí em la. Được. Ê, mày quên là hôm nay mình đừng nghỉ tiết cuối hả? Mình lại nhà anh chơi đi, 45 phút sau rồi mình về, cũng giống như đi học bình thường thôi. Đúng rồi đó. Ý. Thôi, suy nghĩ gì nữa. Đi. Ừ, mày quánh ngoay quá ta. Mày đánh đi. Vô, mày dễ gì ăn được tao. Hên thôi một chặng khác mày. Trời ơi, viết chữ như cua bò mày. Ông hay quá, ông giỏi, ông viết đi. Ôi, cho bài có 6 điểm. Cởi em. Học dở ẹ. Nhưng mà 6 điểm là đủ điểm lên lớp rồi. Tụi bay. Cái đồng hồ tao mất tiêu rồi. Gì? Cứ nào thấy đâu không? Mày để đâu mà mất? Hồi nãy em nhớ là anh còn đeo trên tay mà. Anh kiếm kỹ chưa? Hồi nãy tao vô nhà tắm tao tháo tao để chồng á, xong cái tao sực nhớ tao vô tao kiếm mất tiêu rồi. Tụi mày giấu tao đúng không? Ê mày đừng nói vậy nghe, nãy tao mượn tao đeo thử một chút tao trả lại mày rồi, có hai cái này làm chứng chứ bộ. Anh nói chuyện kỳ quá à, nãy giờ tụi em ngồi đây mà đâu vô chồng đâu. Em không biết gì luôn á. Tụi mày giấu với còn ai nữa? Tụi mày không giấu hả? Ê sao đừng nói vậy nghe, mày đừng kiếm chuyện nghe. Tụi mày giấu tụi mày. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Chào mày. Tía, cái đồng hồ mất rồi. Con để đâu? Nãy con tháo ra con rửa tay á, xong cái kiếm không thấy. Kiếm kỹ chưa? Con kiếm hết rồi. Cái đứa thừa tụi con lấy á thầy. Tụi con không có lấy á thầy, nãy giờ tụi con ngồi ngoài đây nè. Tụi mày lấy với ai nữa? Tụi mày nói tụi mày không lấy hả? Ngon cho tao xét người đi. Không mày, tự nhiên mày xét người tao. Nếu như mấy trò không có lấy thì phải cho xét chứ. Nghe chưa? Vậy thầy xét đi thầy. Tía, tụi nó nằm xuống hết rồi, để con xét người tụi nó như tía. Con nữa, nằm xuống luôn đi. Ờ,
con bị mất mà tía. Làm đi. Các trò nhắm mắt lại, úp mặt xuống. Đồng hồ của con nè. Ủa, ai lấy vậy tía? Ai lấy không quan trọng, quan trọng là mình đã tìm được nó rồi. Và từ đây sắp đi, tía không muốn nghe con nhắc lại chuyện này nữa. Cả mấy trò nữa, rõ chưa? Dạ. 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 Phải không? Ngay, có vấn đề ngay. Dạ, em xin lỗi thầy. Con xin lỗi tía má. Thật ra con không biết làm sao mà lúc đó con lại làm như vậy nữa. Xấu hổ hết biết. Má, má không ngờ mà con làm vậy được á Tám. Thôi anh chị, nói gì nói chứ lúc đó Tám Tàng còn nhỏ, cũng suy nghĩ chưa có tới. Dạ, em cảm ơn thầy. Vì lúc đó thầy không nói ra sự thật. Nếu mà mọi người biết chuyện như vậy, chắc em nghỉ học luôn rồi thầy. Ủa mà sao vậy? Thầy nhớ là lúc đó thầy dặn rất là kỹ, bất kỳ ai cũng không được nhắc lại chuyện này một lần nữa mà. Thầy, chắc có lẽ nhờ vậy, sau này đó thầy dễ tốt trẻ, đứa nào lớn lên cũng trưởng thành hết. Và tôi thì tôi nghĩ mình giáo dục các cháu là giúp các cháu nó hướng thiện, chứ không phải là để trừng phạt tụi nó anh. Kỳ cục thiệt chứ, cái cục sạc để đây thường ngày ai lấy. Nhà này sao hay mất mấy cái đồ lặt vặt này quá trời quá đất thiệt chứ. Tin. Ủa ông kiếm gì vậy? Bà thấy cục sạc điện thoại tôi đâu không? Cục sạc ông để đâu? Thì để đó chứ đâu. Thì để đó nó còn ở đó chứ không lẽ nó có chân nó chạy. Ủa còn đó vậy tôi kiếm chi? Tôi hỏi bà chi vậy? Biết Tám có lấy không nữa. Dạ, thưa tía má mới về. Nó nè. Ủa, có chuyện gì mà mặt tía không vui vậy? Có lấy cục sạc không? Dạ không, điện thoại của con với tía khác nhau mà, đâu có sạc chung được đâu mà con lấy tía. Biết đâu được, tay chân mà thoải mái sao? Không có, con không có lấy. Con có lấy là con nói rồi. Mày không lấy gì chứ ai? Ê, khoan khoan, cái cục sạc ông màu gì? Màu trắng. Chờ tôi chút. Có phải cục sạc này không? Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi tưởng cục sạc của tôi. Tưởng cái gì? Trời ơi má ơi, cục sạc của má hư mấy bữa nay má không nhớ hả? Tôi quên. Cái cục sạc tôi nó hư mà tôi quên. Vậy mà tôi sạc ngon ơ à. Tôi tưởng Tám nó mới mua lại cho tôi chứ. Dạ chưa, con chưa có mua. Vậy hả? Tao lâu không à, ba cái đồ của ta là lấy xài không hỏi ta. Mốt đồ ai lấy xài đi nghe.
lộn xộn, đừng trà trộn nhau mệt quá. Muộn xài chút làm thấy ghê vậy trời. Ích kỷ dễ sợ. Ai ích kỷ? Ai ích kỷ trước? Bà nhớ không? Nhớ bữa tay nghe không? Mượn bà có một chút à, bà giật lại liền. Bà nói đó, đổ ai nấy xài. Trời ơi, thấy chưa, để bụng dễ sợ không kìa. Xài thôi làm dữ. Một đứng đụng tới độ tôi à. Nghĩa. Ê, làm gì sáng nay rủ đi uống cà phê sớm như vậy? Trời đất ơi, mấy bữa nay á ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi hôm qua nè, tinh thần vừa thoải mái lại á, tôi ngủ sớm, quất giấc tới sáng luôn, nên mới dậy giờ này á. Rồi, vậy bây giờ mình đi đâu? Quán cô Hồng đi. Trời, cô Hồng còn bán luôn hả? Đúng rồi, cô còn bán mà. Cô không bán cà phê làm gì vậy? Trời ơi, tôi nhớ ngày xưa á, tụi mình đi uống cà phê quán cô Hồng á, nguyên đám uống có ly cà phê à, mà kêu mấy cà trà đá luôn. Cổ hay chửi tụi mình đó là bán tụi bay lỗ vốn không à, tại vì uống như rồng uống nước vậy đó. Thì bây giờ cũng y chang vậy đó. Vậy luôn hả? Còn luôn. Trời ơi, thỉnh thoảng nè tụi tôi qua chọc cổ hoài à, đặt cái quán cà phê của cổ á là cà phê chửi á. Trời ơi. Không biết bây giờ gặp tôi cổ nhận ra không ta? Nhận ra sao không, cũng con cháu trong xóm không mà. Ông có khác gì ngày xưa đâu. Vậy hả? Vậy cổ khác gì ngày xưa không ạ? Cô Hồng giờ cổ khác dữ lắm. Khác hả? Khác sao? Càng ngày càng nở ra. Nở? À, là mập lên đó hả? Ê, chút qua bển á, đừng có nói chữ mập nha. Cổ đại kỳ với lại từ mập á, nói sủ sữa được rồi. Ủa, mà có ông Tèo với lại ông Ba Lít đi không? Không. Ủa sao vậy? Rủ đi chung cho vui. Thôi, tôi với ông đi được rồi, rủ mấy ổng đi theo thằng chi đông đúc tốn tiền. Hôm nay tôi đãi mà. Ủa, mắc gì ông đãi, tôi không có tiền vậy? Ờ à, thì ông cho tôi chuộc lỗi lại tí xíu đi. Mấy nay tôi thấy ấy nấy quá. Trời ơi. Rồi ok, đi. 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 Dạ, thôi xin phép cha con tôi đi anh chị. Dạ. Dạ, tuy hôm nay đã qua mùng 3 Tết thầy rồi, nhưng em kính chúc cho thầy và gia đình có một năm mới được dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Ừ, thầy cảm ơn con. Thôi thì năm mới chúc anh chị một năm dồi dào sức khỏe. Cảm ơn thầy. Thôi tôi cũng chúc thầy đi đường bình an, mạnh khỏe nha. Rồi về khỏe nha. Khi nào rảnh cái xuống dưới này chơi. Ôi, nhất định rồi anh hai. Dạ. Thưa hai bác con về. Con về. Có số điện thoại tôi rồi đó, mốt thời gian alo tôi một tiếng nha. Ok. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Chào thầy. Rồi, khách ta về hết rồi. Tám vô trong tôi chịu tội coi. Tội gì tía? Tội cấp đồng hồ chứ tội gì. Nhưng mà cái chuyện nó mà qua lâu rồi mà tía. Đúng rồi, cái chuyện qua đâu lâu lắc rồi giờ tự nhiên là quýnh nhỏ. Dạ. Lâu hay mau tôi không cần biết, bởi vì lúc đó tôi không hay. Bây giờ tôi biết là bắt đầu tôi chỉ nè. Tía. Không có tía má gì hết á. Vô khai trương đi. Ổng lại ma đau thần chổi đang nằm không móc meo hết rồi. Đầu năm đầu tháng vô khai trương ma đau thần chổi cho coi. Mà đầu năm đầu tháng bỏ qua cho con lần này tía. Đầu năm hay là cuối năm gì cũng không có bỏ đó. Vô tôi xử liền. Đây là kỷ cương của tôi từ hồi nào tới giờ rồi. Thôi vô. Ông kêu đi đi, còn má má gì nữa. Sáng tôm tép sao không thấy gọi gì ra dựa bán cho vậy? Bữa nay lên giá đó tranh thủ đi. Vậy hả, chắc nước đi nha. Rồi rồi. Mỏng. Ui. Ủa, anh Ba Lít. Lâu quá không thấy em ra bán tôm. Thì tại tía em kêu người vô cân hết rồi, đâu có còn gì đâu bán. Thì không bán tôm ra chơi. Thôi, tự nhiên ra ngoài anh chơi có gì đâu chơi. Thì phụ anh làm này làm nọ, rảnh mình nói chuyện với nhau.
Trời ơi, tía mà biết á, tía đập em chết luôn á. Thì em đừng có cho tía em biết. Anh làm như giấu tía được với hoài vậy. Trời, chuyện qua lâu rồi mà tía còn giận anh nữa. Thôi, hôm nào á, anh qua nhà em chơi ha. Trời ơi, cái này anh còn gan dữ nữa. Anh mà qua ha, tía mà biết á, tía lấy chổi tía quét anh ra khỏi nhà luôn á. Tía đã nói rồi, còn giận anh dữ lắm. Giờ sao? Hey, không ấy em nghĩ cách giúp anh đi. Giúp hả? Cách gì vậy? Hôm nào tía vui á, cái em kêu qua chơi. Trời ơi, vậy mà làm hết hồn à. Ê, con gì kìa? Tía. Tía. Tía con gì ở đây mày? Kêu đàng hoàng nha mày. Dạ bác Mười. Đi tập thể dục buổi sáng mới về hả bác Mười? Tao nói cho mày biết, mày tránh xa cuộc đời tao với con Mộng ra nghe chưa? Ủa, giống Mười Độ với Ba Lít quá vậy ta? Ờ, bác Mười, lên con chở về bác Mười. Bác Hai, tao thấy như mày với Mười Độ nói chuyện phải không? Dạ chú Mười á bác Hai. Ủa mày không còn kêu nó bằng tía nữa hả? Mới kêu mới bị chửi luôn. Trời đất ơi. Thiệt cơ bác Hai, con cố gắng phấn đấu còn làm ăn rồi vậy á mà cũng không bỏ qua chuyện cũ cho con nữa. Vẫn ác cảm với con là sao không biết nữa. Tao nghĩ chắc Mười Độ nó cũng không có ác cảm gì với mày đâu Ba Lít ơi. Tại nó giận mày thôi. Thôi mày có lỗi rồi, mày cố gắng mày nói ngọt nó đi. Rồi phấn đấu từ từ lấy lòng nó mày. Giờ lấy lòng sao bác Hai? Trời đất ơi, cái đó tự mày biết chứ mày hỏi tao gì Ba Lít. Để đâu không? Dạ con quăng rồi. Cái gì? Trời ơi, gói thuốc tía mới mua hút có 2 điếu à. Thì tại vì bác sĩ dặn là tía bị ho, tía không có được hút thuốc, cho nên là con đem đi quăng rồi. Hút nhiều quá đâu có được đâu tía. Bỏ thì phải bỏ từ từ chứ, bỏ cái gập sao được. Mà không có hút á là cái miệng của tía lạch nhách lạch nhiễu à. À thì là tía bị lạc miệng đúng không? Ừ. Chờ con chút. Cái gì vậy? Tí há miệng nó đi. Gì? Thì tí há miệng nó đi. Hả? Đó, ngọt chưa? Chỉ cần ngậm viên kẹo này là tí hết lạc miệng liền. Trời ơi, tí đã dư đường rồi mà ăn mấy này vô tiểu đường chết nữa. Cái chén này chén gì vậy? À con quên. Cái chén này á là cái chén tắc chân đường phèn con chưng cho tía ăn á. Con nghe người ta nói á là ăn cái này tốt lắm á. Tía ráng ăn hết nha. Ừ, để nó đi, tía ăn. Vậy thôi, giờ con đi chợ. Ừ. Dạ. Ờ, đi đi con. Bác Mười. Thằng Quý, mày làm tao giật mình mày. Dạ, con xin lỗi bác Mười. Mày qua đây làm gì? Dạ,
con qua thăm bác Mười với con có ít quà con biếu bác Mười. Dạ. Thì không mà đem quà qua đây biếu. Thôi, mang về đi. Tao không nhận đâu. Dạ thưa bác Mười, đây là tấm lòng của con, mong bác Mười nhận cho. Dạ. Thôi, tao không dám nhận đâu, nhận mất công mang nợ lắm. Thôi, mày về đi. Dạ. Tao kêu mày đi về, mày mang về đi. Nhanh lên, đi, tao kêu mày đi về. Đi. Ủa? Sao rồi? Ủa, bộ tí không nhận à? Thôi anh cũng đừng buồn. Em cũng biết ngay là tí không nhận mà. Chắc tại vì mình không có duyên với nhau cho nên mới như vậy. Không ấy, anh đi tìm người khác đi. Em nói gì kỳ vậy? Từ cái lúc á mà anh gặp hoạn nạn khó khăn, em là người ra tay giúp đỡ anh. Là lúc đó em đã nằm trong tim của anh rồi. Anh cố gắng phấn đấu là vì tương lai của hai đứa. Anh không thể nào mất em được đâu Mộng. Nhưng mà em tính khóc đúng không? Em đừng có khóc. Em mà khóc là anh khóc theo luôn á. Không có đâu, em chỉ buồn thôi à. Em đừng có buồn. Em mà buồn là anh buồn theo luôn á. Hay là bây giờ em á cứ theo dõi nhất cử nhất động của tía thì em cho anh hay. Em giúp anh nha. Coi từ từ mình dứt nó cái một. Như tao nè mày thấy không? Bây giờ tao có hút không? Tao dứt cái một à. Dạ con chào hai bác. Dạ hai bác đã uống cà phê hả? Thì thấy hai ly cà phê biết rồi. Dạ. Dạ cho con xin phép bác, cho con ngồi đúng cà phê được không? Thì ngồi đi, phép rắc gì. Dạ. Ủa, mày tính đâu hả? Em về anh hai. Trời đất ơi, uống chưa hết đi cà phê gì vậy? Em đem về nhà em uống. Thằng, giận da dữ hả? Để con lấy đồ quét tí á. Trời ơi. Tía ra đi tía. Thiết tình. Trời ơi, hủ ngủ của tôi. Nhưng xăm của tôi ngâm tôi không dám uống. Giờ bể trơn cái trội rồi. Bác Mười. Ôi bác Mười. Dạ bác Mười. Mày sao mày cứ lảng vảng trước mặt tao hoài vậy mày? Dạ con có quà muốn tặng cho bác Mười. Bữa trước tao đã nấu với mày rồi. Mày quên rồi hả? Con tặng cho bác Mười cái này, đảm bảo bác Mười sẽ thích.
Dạ, đây là tấm lòng của con, mong mắt mười nhận. Dạ. Này là gì đây? Trời, mày tặng tao củ cải khô làm gì vậy? Dạ không, cái này là nhân sâm. Nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm, bớt xạo đi mày. Dạ, 6 năm mà. Bác Mười, mà nhân sâm này á, ngâm rượu á, là trị được nhức lưng nè, rồi uống bổ lắm á bác Mười. Con nghe nói bác Mười á, mới bị bể hưu rượu, nên con mua cho bác Mười ngâm lại. Hữu rượu tao mới làm bể hôm qua, tao không nói ai biết. Sao mày biết? Dạ... Thôi rồi, tao biết rồi. Giặt kế bên tao chứ ai. Bà lục đục léo đéo, bà kiếm cái gì mà bà kiếm hoài vậy bà Tư? Tôi nhớ tôi để đây nè, mà sao mất tiêu rồi? Bà kiếm cái gì? Tôi đang kiếm cái hộp sâm. Bà cần xài cái gì mà kiếm hộp sâm? Không phải, cái hộp sâm nhưng mà tôi đựng củ cải muối. Trời Phật ơi, mắc gì hộp sâm ta mà đựng củ cải trong chi? Cái sâm á tôi xài hết rồi, nhưng tôi tiếc cái hộp nên tôi đừng có cãi chồng. Chết cha, tôi cho 1 lít rồi. Ông cho 1 lít chi? Trời ơi, nó năn nỉ quá. Thấy việc cho nó, đặng nó tặng 10 độ, 10 độ đem đi ngâm rượu. Bác Hai ơi. Gì? Giờ tía của Mộng không chịu con rồi, sao giờ? Ao nói mày hoài. Một lần mất tính, vạn lần mất tính. Nói hoài mà không chịu nghe. Ăn nhậu cho cố vô, lầy lũa quẩy quạng tùm lum tà la cho nó. Tại lần đó con nhậu nhiều quá con không kiềm chế được, lầy như vậy. Giờ nghe tới con còn mắc cỡ nữa bác Hai. Cái gì thì gì chứ, ăn nhậu cũng mới có chừng có mực chứ, liệu cơm gấp mắm chứ, nhậu cũng vừa vừa thôi. Giờ cả cái xóm này nè, nhắc tới mày là người ta sợ rồi. Nó sợ cái ăn nhậu lạy lụa của mày đó, ăn nhậu bê tha đó, con gái người ta đó, con vàng con ngọc. Không lẽ ta đem gả cho cái thằng ăn nhậu bê tha vậy hả? Dạ thiệt tình thì con cũng biết lỗi của con rồi. Mà giờ bác Hai, còn cách nào á để cưới được em Mộng không bác Hai? Nói gì thì nói, thì đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu mày mà có lòng thương con gái người ta thật lòng đó, thì thôi bây giờ qua bển đi, rồi xin lỗi 10 độ, rồi coi công việc nhà vườn tược gì đó nó làm đó, thì phóng vô làm tiếp đó, để tỏ cái tấm chân tình của mình, ăn năn hối cải lại, thử coi nó có suy nghĩ lại không. Thiệt hả bác Hai, là bây giờ con còn cơ hội hả? Thì cứ làm đi, rồi mua món quà gì nhỏ nhỏ đem qua tặng nó. Ôi bác Hai, nếu là bác Hai thì bác Hai thích quà gì bác Hai? Trời ơi, tao khác, thằng Mười Độ khác, mày hỏi gì kỳ. Ui gì? Trời ơi, ngâm rượu củ cải muối. Chết cha, 3 lít trận này rồi. Ba lít. Ôi. Dạ bác Mười. Bác Mười tới giữa con có gì không? Bữa nay tao qua rủ mày nhậu nè. Ủa sao bữa nay bác Mười qua rủ con nhậu? Thì bữa trước á, mày tặng tao cây nhân sâm, bữa nay tao qua tao rủ mày nhậu được không? Dạ được. Ừ. Ờ mà không. Ủa sao vậy? Tại con hứa là con không nhậu nữa. Hứa với ai? Với lòng.
Trời ơi, hứa với lòng, hứa nghĩ hứa một bữa có sao đâu. À, tại vì lần trước con qua nhà bác Mười ăn nhậu lầy lội, làm cho bác Mười với em mộng buồn. Rồi con không còn cơ hội gọi bác Mười bằng tía nữa, nên con hứa là con không nhậu nữa. Vậy là mày nói mày nhất quyết bữa nay không nhậu với tao phải không? Vậy là mày không có nể mặt tao rồi đó. Dạ bây giờ bác sai con cái gì con cũng làm hết, nhưng trừ cái nhậu này ra con không nhậu nữa bác Mười. Ủa mày đâu rồi Độ? Dạ em mới qua bên vựa của ông Ba Lít về nè. Vậy đó hả? Dạ. Tình hình sao rồi? À, chuyến này anh đúng, tôi sai. Vậy anh. Dạ. Ôi bác Mười, bác Hai, chuyện này là sao? À, sao có gì, hên cho mày đó. Chứ bữa nay mày cầm chai rượu mày nóc vô một cái là coi như cuộc đời mày xong đó. Hôm bữa là anh Hai anh gặp tao, anh nói vô cho mày đó. Thiệt hết nói nổi nè, tôi đã cấm nó quen với bà Lít mà nó cứ lén lén lúc lúc hoài. Tôi thấy chú cũng đừng nên khắt khe quá. Cái chuyện gì nó qua rồi đó thì thôi cho nó qua luôn đi. Tôi thấy bà Lít bây giờ đó, nó cũng ăn năn hối cải, nó cũng chí thú làm ăn lắm á. Thiệt chứ, nó chất vàng đầy nhà, tôi cũng không gả đâu anh hai. Lấy cái thằng tối ngày sai xỉn lầy lội, khổ con gái tôi nữa. Tôi thấy từ hôm cái chuyện đó xảy ra tới giờ, bà Lít á, nó ăn năn hối hận, rồi nó chí thú làm ăn. Hình như là tôi thấy nó không có dám nhậu nữa đâu chú ơi. Trời ơi, anh hai tin hả anh hai? Chứ tôi nói thiệt với anh hai á, mấy thằng nhậu này nó thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu đâu anh hai ơi. Tôi không tin anh hai ơi. Vậy chú không tin phải không? Bây giờ mình thử mới biết chứ. Ủa mà thử sao anh ơi? Thử cũng như là lửa thử vàng, rượu ngon thử bộm. Chút xíu nữa là con trúng kế của hai bác rồi. Coi như hôm nay á mày là quá ải đó. Dạ con cảm ơn tía. Gì tía? Tao mới nói quá ải thôi chứ tao có gả con gái cho mày đâu mà mày kêu tao bằng tía ngọt sớt vậy. Dạ con kêu trước cho quen miệng. Anh hai thôi mình về đi anh hai. Ở nhà em á có ngâm hũ rượu sâm Hàn Quốc á. Bữa nào anh em mình lai ra nha. Rượu sâm hả? Dạ sâm Hàn Quốc thằng Ba Lít nó tặng em á. Xong á bác Hai. Ra bờ sông anh hẹn với em, mang nước ra cho mình. Sao quên rồi ta? Cho mình tình mình duyên đó, duyên chúng ta muôn đời. Anh Ba Lít. Ui tôm hả? À trời, trời đây 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 đây. Cái gì vậy? Để đổ vô nó chết hết. Đổ đổ đi rồi lát anh căng lại cho. Ủa sao vậy? Sao không điện anh vô anh lấy ra để em đi chi cho cực vậy? Thì tại em đang rảnh thì em đem qua cho anh thôi. Thôi trời nắng em đi anh sốt. Trời ơi có gì đâu, có chút xíu à. Anh cảm ơn em chuyện hôm qua nha. Bữa nay mình phải nghe lời anh hai nói mới được. Lửa thử vàng, rượu ngon thử bợm, mình sẽ thử thằng Ba Lít này. Anh nghe nè Mộng. Ủa anh đang đâu vậy? Anh mới ra giữa đang dọn đồ nè. Tí em đang đi ra kiếm anh đó. Ủa tí kiếm anh có chuyện gì? Chuyện dài lắm, em không có thời gian giải thích cho anh đâu. Bây giờ anh nghe lời em dặn nè.
tía qua rủ anh nhậu á, anh không có được nhậu nghe chưa? Tía có vụ cỡ nào anh cũng không được nhậu. Nhớ nghe. Ừ, anh nhớ rồi. Thì tại vì em sợ anh bị... Như lần trước đúng không? Mà nè. Ừ? Em hỏi anh này nha. Ừ. Anh trả lời thiệt cho em biết nha. Ừ. Nếu như mà ngày hôm qua em không gọi cho anh á, anh có nhậu với tía không? Nhậu? Anh nói chơi á. Anh đã hứa với em á là không nhậu là anh không nhậu à. Anh bây giờ chỉ lo làm ăn thôi. Anh chỉ nhậu lúc cần thiết thôi. Trời luôn rồi mà không có chiếc xe nào về Cà Mau hết á, mệt cũng lả người luôn à. Thì Tết nhất mà người ta về nhiều xe đâu nữa rồi còn. Bởi vì mua vé trước là được rồi. Cũng tại ông không, lúc đầu nói không về rồi nước rút cái đòi về, làm tôi phải hủy vé luôn đi chung với ông nè. Trời đất ơi, có cái chuyện này không mà đứng đây hồi nãy tới giờ cứ lèm bèm hoài. Thôi được rồi, lỗi tại tôi được chưa? Rồi kêu vô bến mua vé cũng không chịu vô nữa. Giờ đứng đây sáng giờ không có xe đâu hết. Nè, bình thường xe về Xẻo Lá vậy ngang qua đây, giờ đi qua bến xe chút vòng đây nữa, mất công không? Nó hay quá ha. Đó, sáng giờ có xe nào không? Alo, anh nghe nè Mai. Tụi anh đang đứng đón xe ngoài đường nè, mà sáng giờ chưa có xe nữa. Không sao. Anh có mua quà cho em đó, nhiều lắm. Trời Phật ơi, nhạt nhẽo vậy đâu mà nó nổ lên đùng đùng hơn trời sập trời. Có giác cũng vừa phải vừa đủ nghe đó chứ. Làm gì đó không? Trời đất ơi, không thấy sao còn hỏi. Lao nó vậy chứ làm gì? Ủa làm gì lao chùi sớm mà. Đâu không có mang để nó đóng bụi đóng bẩm. Em mua chùi vô cho nó bóng. Tết còn đi chúc Tết rồi nữa chứ. Chuẩn bị sớm dữ ha. Năm nay là đi chúc Tết à, có xui có da rồi. Tết lì xì rồi cho con cháu chứ. Bà nói tôi cho bà mua gì mà lỉnh kỉnh lẻn kẻn vậy hả? Đẹp không? Cái này đẹp nha. Trời nói ở quê đúng là thiệt Tết vui lắm ông ơi. Tôi nói ra chợ hen rộn ràng dữ lắm. Ôi ôi, bán đồ Tết quá trời quá đất luôn. Tôi thấy ham quá nên tôi mua về dán nhà dán cửa cho đẹp. Thôi bà đem vô bà dán đi. Tôi tranh thủ tôi lặt mấy cái mai cho nó chỗ bông kịp Tết. Nhìn á. Trời ơi, mua được cái này tôi ưng ý ghê luôn á. Đúng rồi. Tết nhà cửa cũng mới có màu mè hình ảnh quá mai quá hồng rồi chứ. Sài Gòn Cà Mau anh ơi, Sài Gòn Cà Mau không? Ai Sài Gòn Cà Mau không? Ê! Ê! Đây nè, đây 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 anh, đây. Anh muốn một bước về Xẻo Lá luôn đây nè. Có xe kìa. Anh có xe rồi, để đón xe cái nha, nói chuyện em sao? Sài Gòn Cà Mau không anh? Đây về Xẻo Lá nhiêu anh? Đây về Xẻo Lá hả? 450 anh. 450 hả? Ê! Vậy là tính ra là mỗi người có 225 à. Rẻ hơn giao hồi sáng tới 350. Chắc nó mắc lắm. Đúng rồi. Đi 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 đi. Không anh ơi, anh nhầm lẫn rồi đó. Mỗi người 450 á. Hả? Cái gì mà mắc dữ vậy? Mắc rẻ gì anh, tới nhất tới nơi mà. Giật giá leo thang thôi. Leo thang leo vừa phải thôi, giá gì mà gấp đôi gấp ba vậy? Đâu gấp đôi gấp ba, bây giờ hai anh có về không? Không về ở lại Sài Gòn. Từ đây đến chiều á, không có xe cho hai anh về đâu nghe. Giờ làm sao? Thôi đi đại đi. Đi. Mày nè. Mấy cái thùng này chở lên giùm luôn đi. Ba cái thùng này hả? Mỗi thùng 50, ba thùng 150. Gì cắt cổ vậy? Trời ơi anh ơi, em là lấy giá rẻ rồi đó. Ba cái thùng này anh quăng lên xe đi, là chiếm 2-3 chỗ ngồi của người ta rồi. Bây giờ một là thêm tiền, hai là bỏ quà ở Sài Gòn. Hợp lý không? Thôi đi thì lên xe. Chắc lên đại đi. Đại đi.
nhẹ nhẹ thôi anh. Hư đồ hết. Đi cho em. Phụ nó đi ba dai chứ ơi. Chứ gì vậy? Kệ em đi. Mày nói nghe nè, xe gì đâu mà chật ních vậy, chỗ nào mà ngồi? Lát đi, lát tính cho. Thôi 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 thôi. Đi sao ngồi? Em say xe lắm luôn. Lên đi, lên đi, lên khắp chỗ cho. Lẹ đi, lẹ đi, trễ giờ. Ơi, lẹ đi, còn bao nhiêu chuyến về ăn Tết nữa. Xe gì đâu á. Sáng vô. Rồi đi luôn bác tài ơi. Trời ơi, xe gì đâu chật quá. Vậy à? À bộ năm nay em định làm kiểu bán luôn hay sao mà làm quá trời em? Đâu có, em làm cho nhà mình ăn rồi sẵn đem cho má lúa với má ớt luôn, hai má khỏi lạc công. Cũng kiểu mà có tôm khô ăn với bánh tét. Trời ơi, càng nhắc càng chẳng biết à. Cái đó là mấy năm trước thôi chứ năm nay thì sao anh xui? Thì mấy năm trước má lúa làm cho anh ăn, còn năm nay thì em làm. Mà năm nay là lần đầu tiên em làm nữa. Anh là ăn chục bạch đem thử nghiệm. Kệ đi, vợ anh mà làm cái gì mà không ngon. Nịnh quá. Sao đang vui mặt bí sĩ vậy em? Em nhớ Tết năm ngoái quá. Em bắt ý luôn hả? Ông Tư. Dạ. Ông tính coi năm nay coi mình mua cái gì ăn Tết. Hốt hụi mấy chục triệu lận. Mấy chục triệu, bà muốn mua gì thì bà cứ mua đi. Bà hỏi tôi làm chi? Khoái gì cứ mua. Để tôi tính coi. Khỏi tính. Bà khi ra ngoài chợ bà chọn cây mai nào thiệt đẹp, thiệt bự, thấy không? Rồi nào mà là bánh mứt, rồi kẹo, rồi bia, rượu gì bà cứ mua chất đầy trong nhà đi, cho người ta thấy mình tới lớn. Tính chi cho tốn hao chất xám vậy? Mai nhà mình có rồi nè. Tôi tính gì nào ông thấy được không nha? Tính sao? Đợi con nhái á, nó hốt hụi gì à? Ừ. Cái tôi mua vé xe lửa, tôi đi thẳng ra Hà Nội để tôi mua mấy cái chậu đào á về chân xung quanh cái sân nhà mình nè. Ông thấy được không? Hay á, bà ít có sốc quá ha. Bắt xe lửa ra Hà Nội mua đào, mấy xe lửa làm chi? Đi máy bay á. Ha. Ừ. Đi máy bay cho đào nó tươi. Ủa mà ngộ vậy? Mấy nay hụi ấy rồi mà chưa có giao tiền hả? Chưa, thì nhái đi lấy đó. Ông yên tâm, nó qua bệnh lấy là có liền hả? Ừ. Tía má ơi, tía má. Nhái gì kìa? Tía má. Tía má. Từ từ. Ủa? Từ từ. Cái Ủa? Gì vậy? Cái gì mà bay chạy như ma đuổi vậy? Cô Năm mà tía má chơi hụi á. Người ta nói cô. Bình tĩnh. Bình tĩnh sao? Cô bỏ trốn rồi. Hả? Cái gì vậy? Cô bỏ trốn rồi tía má ơi. Trốn. Dạ. Giờ sao tôi... Má. Thôi, em đừng buồn nữa. Với lại á, năm nay á, tía má em đâu có chơi hụi nữa đâu, nên không có sao đâu, đừng có lo. Em đi sắm đồ Tết không? Anh chở đi. Đi sắm đồ Tết hả? Ờ. Giờ luôn. Bây giờ luôn. Đi. Sẵn em mua mấy cái đồ trang trí nhà mình cho đẹp, cho nó có không khí Tết. Ừ. Vậy nha. Rồi bây giờ em dẹp đi, rồi rửa tay em chở đi liền. Cái gì dòm gì vậy? Ủa không cắt dây làm chi vậy? Thì cắt dây gói bánh tét cho anh chị. Thôi. Thôi, năm nay mà đặt gói bánh tét nữa. Thì năm nay thấy buồn tay, nên gói dây gói bánh tét cho vui. Nhưng mà tôi nói trước nghe. Gì? Ở nhà,
không có nếp, không có đậu, không có nguyên liệu sẵn à nghe. Ủa, vậy là sao? Thì á, mỗi năm đặt sẵn không à, đâu có nấu gói gì đâu mà có nguyên liệu. Thì mỗi năm không nấu, thì năm nay mình nấu, cho nó vui nhà vui cửa Tết đồ. Thôi, ông dẹp giùm tôi một cái đi. Nhà có hai vợ chồng già ăn uống nhiêu đâu rồi bài đã gói rồi nấu kia cho nó mất công không? Thì bây giờ nói chung là bây giờ là cứ mỗi năm mỗi khác đi. Nhà mình ăn Tết năm nay cũng phải khác ở năm ngoái nữa. Thôi, tôi đặt bánh của bà Ba Mít rồi. Ủa, vậy hả? Ừ, tôi nói nghe nè. Hả, cái tới mùa Tết á, thì bà Ba đó, bà bài ra bà gói rồi cái bà nấu giùm cho hàng xóm mình nè. Ừ. Để kiếm thêm chút đỉnh tiền thù lao á, mua quà bánh cho con cháu bả. Mình đặt giùm bả thì coi như mình ủng hộ bả. Bà nói vậy nghe cũng phải. Nghĩ giờ thời gian qua nhanh thiệt chứ. Tết đi qua, Tết tới, Tết qua, Tết tới, một năm qua nhanh thiệt chứ. Mà tự nhiên giờ Tết tới nè, nhớ là cái Tết năm ngoái. Trời đất ơi, chưa thấy cái Tết nào mà trong nhà nó yên lặng đến vậy. Yên lặng thấy mắc sợ luôn. Thấy gương mặt của tao bảo có vui không mà làm gì mà la mà mừng ré ré là mày hân hở nha. Gái rứa gì không ý tứ gì hết trơn. Cái miệng của bay á, la còn lớn hơn là tiếng pháo nổ nữa. Vô gọi thằng Cóc kìa. Để la lớn quá nó giật mình nó vậy nó khóc sùm đó. Dạ. Ý kiến mày luôn. Trà gì bữa nay nó không có nghe mùi gì hết trơn. Ủa nè. Ủa, bưng chuối bưng nhang đâu ạ? Thì đi cúng cho thừa. Trời đất ơi, bây giờ khủi chưa đủ xui hay sao? Cái gì đâu mới cái mùng một mà bà chân nguyên cái nải chuối lên bàn thờ. Năm nay chuối nhủi góc đầu gì nổi. Thì cũng tại vì bị giật hụi hết tiền á, nên tôi không muốn mua sắm gì hết á. Có thôi, khỏi cúng đi, khỏi giao thừa gì hết. Trời ơi, Tết nó buồn như vậy mà bên kia nó karaoke chứ nhức đầu muốn chết. Bà chống cái tay kiểu khác được không? Tôi bà chống con kiểu vậy. Nhờ mấy bữa trước vua miệng rủ 3 lít thằng Tèo qua chúc Tết cho bà. Cái giờ như vậy ôi giá cho tụi nó quên đi, đừng qua cho yên thân. Ui dạ Tết năm mới con xin chúc chú thím dồi dào sức khỏe, sớm có thêm cu tí. Dạ con chúc thím Từ với chú Từ phát tài phát lộc, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê Vin. Thím cảm ơn hai con nha. Ngồi đi con. Dạ. Thôi ngồi. Chúc mừng năm mới ha. Dạ. À dạ. Ờ mà chú thím ăn Tết lớn không? Ừ thì cũng... Thì cũng ăn Tết sương sương. Ừ. Nè. Dạ. Ngồi. Dạ. Cảm ơn thím Từ, cảm ơn chú Từ. Dạ thôi. Tự nhiên cái con ngán đồ ngọt quá. Dạ con cũng ngán rồi. Chưa ăn mà ngán gì bay. Bà sao không lấy mứt thêm cho nó mấy đứa cháu nó ăn đi. Dạ thôi con để cho khách tới sau người ta ăn thêm. Dạ đi, con cũng mấy ngán bữa rồi. Nay tụi con ăn quá trời. Hiểu rồi. Thím Tư quên bỏ mứt vô thêm. Thôi để thím Tư xuống sau lấy mứt bỏ vô. Khỏi thím Tư, tụi con cũng không ăn nhiều đâu thím Tư. Khỏi thím ơi. Tụi con ăn chút đỉnh rồi thím Tư ơi, không cần rồi thím Tư. Thôi để cho thím Tư mình lấy đi, thôi.
Nè, uống nước đi con. Dạ dạ. Uống trà, uống trà. Thôi, cũng phải miếng bánh, miếng trà chứ. Thôi, Tứ. Uống đi. Tứ. Ừ. Tết nhất ai uống trà trời. Tết nhất ba ngày xưng này mình làm lá gai vài ly khai tiệc đầu năm chú Tư. Đúng rồi. Ừ thì tại vì buổi sáng sớm rồi chú uống không được. Thôi kệ uống cho vui chú, mình không uống nhiều mình uống cái ít thôi. Cho vui nhà vui cửa thôi, uống trà cũng bình thường quá. Dạ đúng rồi, một năm chú cháu mình có một lần à, mình uống lá gai cho nó vui. Đó thấy chưa, sáng sớm mà bên kia còn hát cao kê à bầm kìa. Nhưng mà bây giờ chú không biết chú làm sao nha. Sức khỏe làm sao, sáng nhậu là không được. Sáng nhậu là khó chịu người lắm. Uống trà, uống trà. Thôi, chú Tư không nhậu thôi. Mấy ngày này cũng không ép uống được, uống không thấy chú Tư. Ở nhà coi tiếp khách rồi. Thôi, để con xuống con chào xuống Tư một cái rồi tụi con qua nhà khác chúc Tết nghe chú. Thôi được rồi, để đến Tư mày có công việc sao kể quá đi. Không được, phải chào xuống Tư. Có con việc con xuống dưới cũng được mà. Nè, thôi uống trà, uống trà. Tôi nói là đừng có kiếm một Tư muốn trốn một kiếm mấy này kỳ thiệt. Trốn mà. Qua nhà bác hai lúa. Ở đi nha con. Tôi chú Tư về. Vậy Tư ơi. Dịch giật mày. Mà thiệt, ông nhắc lại cái Tết năm ngoái, tôi thấy tôi còn gùng mình á. Sáng nghe nhạc xuân rồi nghe mùi Tết nghe. Cũng quỷ thần ơi, ủa mày tới hồi nào mà mày sáng sớm mày Tết nhất mày tới mày nhà tao mày ngồi mặt mày biết sĩ với mày. Không hên nha con. Sao ra giữa tôm? Dạ con sáng rồi con mua xong rồi con giao cho người ta luôn rồi. Mà Tết nhất này bán được không? Dạ Tết bà con mình có tôm nhiều bán cũng được lắm bác hai. Bán được phải vui chứ sao bán được buồn hiếu mày. Con buồn quá bác hai. Tết nhất sao buồn? Mua bán được buồn gì? Tết á, con đi con thấy nhà nào cũng quay quằn xum vầy với nhau hết. Còn con có một mình lẻ loi con buồn quá. Ủa? Rồi tía mày á, chừng nào mới về đây ăn Tết? Tía con không có về. Trời đất ơi, Tết nhất cũng phải về cúng kiến ông bà ông giải chứ mày nói sao mày? Ở chợ á, mấy hecta cà phê, tía con nói về không ai coi. Với tía con nói làm ăn được rồi nếu là tía con sang năm á là mua nhà ở chợ luôn. Được quá hơn đâu nó không về. Trời ơi, con gọi con năn nỉ nó luôn, con kêu á là về chơi Tết với con vài ngày đi không chịu. Nói lên thăm tía con, rồi sẵn đi du lịch rồi đi phượt gì trên núi á. Thì chắc nó cũng phải về ăn Tết rồi nó còn chuẩn bị học hành rồi nữa. Tía mày nói vậy chứ ông cũng phải về để cúng kiến ông bà cái rồi muốn đi đâu đi chứ. Không về đâu bác hai, kiểu này chắc một mình con ăn Tết luôn rồi. Trời đất ơi. Bác hai. Ừ? Giờ con tính vậy. Tính sao? Tết á, con bệnh con mình à. Mà tía con với Út Hân thì không có về. Không ấy giờ con dọn đồ qua đây con ăn Tết với bác hai, để cho gia đình mình ấm cúng sum vầy hạnh phúc hay bác hai. Con tính vậy bác hai thấy im không? Không im đâu ba Lích ơi. Theo tao, tao thấy chưa im đâu. Mấy cô. Dạ, tiếp. Dạ, đang làm gì vậy? Dạ, con đang coi độ ẩm của đất. Rồi sao, thấy ổn không? Dạ, ổn tiếp. Nhờ thời tiết đẹp cho nên bông nó ra đúng ngày. Tí nhìn cái vườn bông con thấy sao? Trời ơi, ở cái xóm này cái vườn bông của mày vậy là nhất cái xẻo lá này rồi đó nha. Ủa, rồi tính chừng nào giao? Dạ, ngày mai thương lái vô rồi con giao. Ngày mai thương lái vô lấy rồi mày còn kiểm tra gì? Dạ, phải kiểm tra chứ tiếc. Cái mùa này dễ bị sâu bọ lắm. Con phải kiểm tra để cho người ta mua về, người ta chưng bông cho nó đẹp. Với lại qua Tết, bông vẫn còn đẹp luôn. Chà,
Nếu mà nói về cái người mà trồng bông mà có tâm với cái chắc là không có ai bằng bảy cò này hết trơn á. Có đâu tía. Ủa tía, tía đi đâu đây? Thì đi dạo vòng vòng mấy coi mấy cái vườn bông mày sớm, rồi sẵn đó thấy cái vườn của mày ghé qua coi luôn. À, cái này người ta gọi là du xuân nhé. Du xuân gì bữa nay mày? Ê mày thấy cái mấy cây mai bên nhà tía không? Dạ bữa con có qua con thấy rồi. Bữa khác bữa nay khác, nay nhìn đã lắm. Đã lắm hả tía? Ừ. Ngày mai rảnh đó qua tía đi uống trà rồi ngắm mai luôn. Dạ. Ờ vậy ha. Dạ tía. Không mày làm gì làm mày tía đi nha. Dạ tía đi. Ừ. Nhìn đẹp thiệt chứ ha. Dạ. Tôi chờ bà nãy uống hết hai bình trà rồi đó. Chưa xong nữa hả? Cái gì hoài vậy? Xong rồi nè. Gì vậy? Xong. Trời đất ơi, mua gì mà mua quá trời vậy? Quá trời đâu quá trời. Có nhiêu đây quá trời. Ông biết sao không? Bị năm ngoái á, không có được vui. Cho nên năm nay á, tôi tính chơi lớn để bù lại cho năm ngoái. Thôi thôi, bỏ cái từ chơi lớn đi nghe. Cái từ chơi lớn rồi năm ngoái cũng làm tôi sắc bất sang ban rồi, đừng có nói nữa nghe, tôi sợ à. Thôi kệ đi ông ơi. Ừ. Cái tiền nó mất á, thì coi như là cái tiền học phí để vợ chồng già mình học để cho biết đời với người ta. Ừ. Mới qua con. Dạ. Thôi. Tía má, chuyện của Tết năm ngoái á, hổng ấy mình dẹp qua một bên đi. Bây giờ cả nhà mình ngồi xuống dưới đây để bàn chuyện Tết năm nay nha. Thì năm nay cũng vậy thôi, có gì đâu mà phải bàn để tính như này tính nọ chứ gì. Ừ. Có chứ tía. Ủa gì? Có con là rể mới nè. Ừ ha. Có rể mới thì có thêm niềm vui mới. Nè tôi nói trước nha, cái này là tôi bao vui thôi à, chứ không có bao ăn à. Nè mà tôi cũng nói cho ông biết nha, năm nay á tôi đã thủ chắc chắn hết rồi, ông khỏi lo đi tụi con, má lo. Dạ. Má mà giữ chưa. Đang nghĩ gì vậy? Hôm rồi sao nó có điện gì cho bà, nó hỏi cái vụ Tết nhất đồ không? Nó gọi nó nói á, Tết năm nay nó không có về được. Bị gì á, ở bên nước ngoài á, người ta không có ăn Tết giống mình. Nghĩ mấy bữa cũng không được luôn hả? Nó gọi nó nói vậy đó. Người ta nói cái Tết buồn nhất á, là Tết tha phương. Thêm chữ cầu thực nữa là tha phương, cầu thực. Lơ mơ năm nay á, chỉ có hai vợ chồng già ngồi ăn Tết thôi. Giống như hai con khỉ già đó. Ngồi ăn Tết cùng mấy khỉ con nó đi siết kiếm tiền hết rồi. Tết năm nay sao nhú nó không về? Rồi tám tàng nó cũng không về luôn ha. Giờ này chưa thấy xuất hiện mà coi như không về rồi. Ông coi đứa nào về đó. Chú hai đêm hai, có ai về nè? Tía má ơi, con về ăn Tết nè.
gặp em nói chuyện mà em uống hết ly cà phê, còn ly của anh chưa đụng tới mà anh nói câu nào hết trơn là sao? Mày cò đó. Hồi đó em cua nhái thì sao? Em đâu cua đâu. Ủa chứ không lẽ nhái cua em hả? Cũng không luôn. Rồi sao hai đứa bay quen nhau được hay vậy? Tại vì em bám dai á. Bám dai? Hả? Dai là bao lâu? Nhanh nè. Nhanh à? Dạ. Ba em bám từ lúc mà nhái chưa có bồ tới lúc nhái có con em mới dám ngỏ lời á. Chưa có bồ tới có con. Trời ơi, vậy thì lâu quá. Ủa anh, ủa anh định cua ai hả? Không, bậy. Anh cua ai? Có cua mà là ông bạn của anh cua. Anh nhờ anh hỏi giùm thôi. Ủa, cái ông đó em quen không? Không, bạn anh ở trên thành phố sao mà quen được. Mà đây con, giờ thí dụ mà không có bám dai được thì mình còn cách nào? Còn. Còn hả? Trời ơi, anh hỏi mà cách cô gái á, hỏi em là đúng người duy nhất đó nha. Dạ. Em nhiều chiêu lắm, để em chỉ anh cái tuyệt chiêu cuối thôi nha. Ngoài bám dai ra, mình còn có cách là tấn công dột dập. Người ta gọi là nhất cự ly nhì tốc độ. Không dột dập hả? Nhưng mà anh đổ lộn, cái ông bạn của anh nó nhét gái lắm, nó cứ hay gái là nó run kì sấy. Vậy vậy là thua chắc rồi. Anh nhét gái quá sao anh cua được gái? Không phải anh, cái ông bạn của anh. Ông bạn của anh nhét quá sao không cua được gái? Mình phải can đảm lên. Ai can đảm anh? Anh can đảm à? Nói nãy giờ bạn của anh chứ. Ủa Tuấn. À chậm. Cái gì? Bộ có chuyện gì muốn nói với tôi hả? À rồi vừa lắc rồi gật. Vậy nói chung là có hay không? Chậm nè. Hả? Tuấn về nha. Sao tự nhiên chưa nói gì hết bỏ về vậy trời? Phú, chưa nghỉ Tết hả anh? Đáng lẽ là cũng được nghỉ Tết rồi đó. Nhưng mà tại vì hạn mặn á, nó lên bất thường quá, nên là phải đi đo lại để về báo cho bà con nè. Độ mặn lên cao không anh? Lên cao lắm, em coi nè. Ủa sao con biết chỉ số 2 phần ngàn? Con gặp anh Phú kỹ sư nông nghiệp, anh đang đo độ mặn nên con hỏi con mới biết á. Khổ nữa. Tí nhớ cách đây 3 năm cũng có hạn cái kiểu này một lần. Bà con nông dân mình lỗ hàng tỷ đồng nó đâu phải chơi đâu. Chà, con nghe nói đến giờ vẫn có người vẫn chưa trả hết nợ nữa tí. Đó người ta kêu bằng bão khô á, phải không? Mà năm nay đó mà nó tái lại nữa đó là bà con nông dân mình cùng mệt nữa chứ không phải chơi đâu. Cũng may con có dự trù trước, con đào 2 cái ao. Mỗi cái cũng khoảng được 100 mét khối để dành tưới tiêu trong nhà mình. Nhà mình thì không sao rồi, mà sợ bà con hàng xóm đây này chứ. Nhất là Tết nhất đây nè, ba cái mai ba cái kiểu nó chịu không có nổi đâu. Chết hết à, mặn mà. Ủa? Ủa chú hai, hồi nãy con nghe cái gì mặn mặn, cây kiểng mai rồi sao chú? Thì hạn mặn nè, Tết nữa. Ba cái mai kiển Tết này nè, của bà con ta chuẩn bị bán Tết đó, nó đâu có chịu nổi, nó chết hết đó. Chết rồi. Vậy còn cái vườn bông của chồng? Ấy, dạ. Con chạy qua nhà chồng coi, có gì phụ được nữa.
giúp nó con. Dạ tía đi. Nông dân lúc nào cũng khổ, được mùa thì mất giá, thời tiết này thời tiết nọ riết khá không nổi. Bao nhiêu vốn liếng không đổ dồn như nhiều mong, tình người này chắc con mất hết. Sao ai làm cũng chót lọt hết, có mình con là tới đâu từ tới đó. Con, má nói rồi, chuyện đâu còn có đó, con đừng có làm rối lên. Chấm, con chào bác Bảy. Em sao vậy? Nó lo ba cái bông mà nó khóc suốt mà. Ta khuyên lớn có được. Con vô ăn uống nha. Không sao đâu chàm, có gì thì mình tìm cách. Cách gì nữa giờ? Ít bữa nữa là bán Tết rồi, tương lai tao cũng đặt mua hết trơn. Giờ có chị gì tôi đền chết. Chậm đừng có nói vậy. Đúng rồi đó chị Chậm. Ô, mấy cò. Dạ bác Bảy. Tía em á kêu em qua đây coi có giúp chị được chị không. Đúng rồi, mấy cò nó là nông dân giỏi mà, nhất định là có cách phải không? Em có cách gì giúp chị chứ? Dạ, với tình hình mặn như vậy á, cách thì cũng có cách đó chị. Nhưng mà sao? Mình phải sử dụng máy lọc nước mặn. Ừ, vậy mình mua đi, xong rồi cho bà con này người ta xài nữa. Nhưng mà hơi mắc. Mắc? Mắc là nhiêu? Dạ, 100+ triệu. 100+ triệu hả? Dạ. Tiền đâu chỉ có. Vậy mấy chị thuê được không? Ừ, được á, hình như người ta cũng cho thuê á chị. Vậy giá cả là sao? Hình như là 5-7 triệu gì á. Năm bảy triệu. 5-7 triệu chị cũng có. Bây giờ không mấy chị thuê chịu được không? Ít bữa chị bán bông được á, chị qua chị trả vốn trả lời cho người ta luôn. Cái này em phải hỏi người ta chứ em đâu quyết định được đâu chị. Thôi mấy cò cứ thuê đi, Tuấn trả. Đâu có vậy được, tôi không có để Tuấn ra tiền đâu. Mình là bạn bè mà Chậm, bạn bè thì phải giúp nhau lúc này chứ. Nhưng mà tôi. Thôi giờ vậy, coi như là Tuấn cho Chậm mượn, rồi khi nào Chậm bán bông được á, Chậm trả lại cho Tuấn. Được đó chị, chị cứ để Tuấn giúp đỡ chị đi. Thôi đi mấy con. Dạ. Ôi trời đã. Đừng làm gì trước mặt người lớn nha. Thì mình lau cho nó mát, tưởng tượng như tắm đi chú hai. Đã vậy sợ. Mày lau kiểu đó chắc cái khăn đó nó đầu thai không nổi luôn á. Có đâu, tại cỡ gầy xóm mình nè, hạn nước, thiếu nước, lum la. Rồi cái có nhiêu nước con nhường cho bé An với bà ngoại tắm hết rồi. Thí dụ còn dư chút đỉnh là con tắm. Còn thí dụ mà hết luôn thì thôi, để bữa sau tắm. Khùng khùng mà cũng nghĩ ra cách không tốn tiền, hay chứ. Đúng rồi đó, không có tốn tiền. Chú ai học theo con đi, vậy là khỏe re, không có tốn nhiều tiền chứ á. Thôi, tao không học theo mày đâu. Học theo mày chắc thím tư mày bỏ tao sớm luôn à. Không dám đâu chú hai. Bây giờ này ha, giờ chú ngồi đây, cái chú khó chịu quá, cái chú lau cái khăn có 1.000 bạc. Cái lát về trước khi đi ngủ mà nóng quá, cái mình lau thêm 1.000 nữa là ngủ tới sáng mắt rưỡi luôn. Ừ, vậy hôi lắm mà. Má lắm á.
Khăn mày lau cửa đó cho mày quăng chó không dám gặm quá. Xíu nữa sẵn cái cành gỡ cái sông luôn. Mày mua nước vậy hả? Dạ. Ủa, chỗ này hôm nay sao có con gì chết, sao nó có cái mùi gì thấm thấm ta? Con á. Trời Phật ơi, cái mùi mày mà nó nặng cỡ đó đó hả? Bác Hai biết sao không? Bây giờ nước hiếm quá, mỗi lần tắm là mỗi lần cực, nên là 2, 4, 6 con mới tắm, 3, 5, 7 chủ nhật nghỉ. Hiếm hiếm chứ. Mày làm ba cái thủy hải sản, tối ngày nước cá nó văng vô mình, mày phải tắm vô tắm. Mày đứng gần người ta sao ta chịu nổi. Thôi kệ đi bác Hai, qua đợt này con tắm bù lại. Đồ mày hẹn với ông Mộng rồi sao? Thì 2, 4, 6 con hẹn, 3, 5, 7 chủ nhật nghỉ. Ủa, bữa nào tắm thì hẹn? Dạ. Còn bữa nào không tắm thì trốn hả? Con nói con đi cân tôm. Trời đất ơi. Có kẹt nước quá, qua 7 á, 7 nó còn 2 cao á. Thiệt hả bác Hai? Ừ. Ôi, chiếc này con bệnh tắm đã luôn. À, bác Hai, chịu khó đi lên ngồi sau can đi, con chở về. Thôi không được đâu, chịu không nổi đâu. Về tắm đi, mai đi. Về bác Hai. À, dạ, dạ, dạ. Vợ chợ giùm cho con nè. Con cần mua gì dặn đây ta mua. Trời ơi thôi khỏi đi má. À, bị gì nay con tính mời Tấn với lại bé cò ở lại ăn cơm, nên mua nhiều đồ lắm. Lát con tự đi mua cho, mắt con má xách nặng. Vậy hả? Dạ. Con nè, má thấy á, thằng Tuấn nó cũng để ý con đó. Có đâu má ơi, tụi con là bạn mà. Bạn gì? Bạn gì giúp đỡ nhau không có hạn thôi. Đằng này hả, nó hết lòng hết dạ vì con đó. Con quá chồng, một nách hai con, không ai dám gớ đâu má. Má khuyên con nè, con nên can đảm đối diện với lòng mình. Nghe không? Nếu mà con thật lòng, con thấy con cũng thích người ta, thì con phải tạo cơ hội cho người ta, cũng như con tạo cơ hội cho mình. Còn nếu con thấy không á, thì con phải nói thẳng nha, đừng để người ta hiểu lầm con à. Ha. Thôi giờ má đi chợ nha. Xong hết rồi chị. Xong gì? Cái giường bông của mình á, coi như là ngon lành. Thiệt không? Dạ, thiệt còn hơn chữ thiệt nữa chị. Trời đất ơi, nghe mừng dữ vậy. Bữa giờ tưởng là lỗ vốn chết luôn rồi chứ. Nhờ công của bảy cò không đó. Trời, em có công cán gì đâu. Em chỉ là người nói, còn người làm là anh hết đó. Thôi, sao cũng được hết á. Nói chung là tôi cảm ơn hai người nhiều. Bữa nào hả phải trả ơn mới được. Thôi, em á chỉ khỏi trả ơn. Chỉ có trả là trả anh Tuấn nè. Thí dụ như là mình
lấy thân trả ơn cũng được. Nói cái gì kỳ vậy con? Ủa, nước ngon quá. Tôi nói chơi mà sao hai người tưởng như thiệt vậy? Hổm ra giờ nước bị ngập mặn, tao nói nước ngọt hiếm quá ông ơi. Vì đâu mà tới mấy chục ngàn một khối nước á, kiểu này riết cho chết rồi. Thì cũng phải chịu thôi chứ sao bây giờ. Thiên tai mà, hạn hán, ráng mà chịu đi. Phải chịu. Homestay mình á, nó nói hổm ra giờ nó ế, khách không có nước ngọt đi hết trơn à. Bà đừng lại nhẹ rồi tôi nhức đầu quá đấy. Có như bị thất thu chút đỉnh đi, có gì đâu mà sáng mà khóc hoài. Thất thu chút đỉnh gì? Cái này thất thu nặng luôn chứ chút đỉnh. Thì làm ăn cũng phải có lời có lỗ chứ. Mệt quá. Đi đâu á? Tắm cái, làm từ hồi sáng tới giờ, mồ hôi mồ kê, ướt bình nước mẩy chứ nè. Tắm tiết kiệm chút ngang. Tôi biết rồi, dặn cái gì nữa mà dặn không biết nữa. Biết rồi, vậy mà mỗi lần ông tắm hả, ông sói ào. Tôi nghe ông sót ruột chết luôn nè. Trời đất ơi, tắm mà phải sói phải nghe ào ào chứ không lẽ mà sói bà không nghe gì thì đâu phải tắm. Tiết kiệm thì nó cũng phải vừa phải thôi chứ. Cái thân tôi vậy nè, bà kêu tôi tắm lận nhiêu đấy hả? Ủa vậy sao tôi tắm tôi tiết kiệm được? Bà làm được nhưng mà tôi làm không có được. Không được phải không? Đi vô đây với tôi. Chứ vậy? Tôi tắm cho ông. Thôi đi. Tôi đẹp nhưng mà tôi không có dễ dãi đâu mà Tư à. Đẹp. Trời ơi, tắm cho ông. Thôi tôi biết lắm, biết rành lắm. Đừng có dụ tôi mất công lắm. Tự tôi xử hên tôi được rồi. Chị Chậm ơi. Ủa, mới qua chơi cưng? Ý trời đất ơi. Ngon. Đây, được. Sao rồi, chân chị đỡ chưa vậy? Đỡ rồi. Dạ. Mà Tết nhà có chân bông không? Ra lượng cặp đẹp đẹp đi chị cho đó. Thôi, cho gì không biết nữa. Để ít bữa hôm qua em mua chứ. Mua, chắc mua không? Thiệt. Quỷ. Chú hai. Lặt mai vô chú. Dạ. Vô mới trà đi. Chiều mát mới lặt. Bây giờ này nắng muốn chết lặt gì. Đó đi. Con nhớ hồi con còn nhỏ, con cũng hay qua phụ chú lặt mai. Hồi đó con lùng tịch có chút xíu à. Phải bắt cái ghế này nữa lặt tới. Bây giờ mày cao muốn hơn tao nữa. Bởi thời gian qua lẹ quá hả chú? Thời gian nó trôi qua lẹ lắm. Lúc nào nó có cơ hội đó cứ nắm bắt. Không nắm bắt á, nó trôi qua rồi đó. Rồi mình hối tiếc cũng không kịp nha. Ủa, chú hai nói sao con chưa hiểu? Tao nói vậy tự mày tự hiểu đi. Thấy không? Nó qua rồi tìm lại không có được đâu. Dạ, tiếng mới qua. Anh Tấn. Bảy. Rồi lái có qua bên Chậm không Bảy? Em mới qua về nè, nhưng mà em nghĩ anh với em á khổ qua. Ủa sao vậy? Nhà có khách. Mời khách nào? Như bạn trai cũ của chị Chậm á. Em thấy hai người đang nhỏ to tâm sự gì á. Rồi ông không vô vậy cái về luôn hả? Vô chi? Làm cái đà cản mũi hả? Ừ, bực ông quá mà. Ê. Ghen. Ê, hai người làm gì vậy? Tuấn. Sao em? Anh đứng qua chơi hả? Làm gì la làng dữ vậy? Không phải,
em với chị Chậm đang coi hai chậu bông nè. Thôi về nha. Về nghe chị Chậm. Thôi thôi em về nha. Dạ. Về nghe anh Tấn. Về nghe. Về lẹ đi, mệt quá. Tấn làm sao vậy? Chậm kêu Tèo qua cho nó cặp bông về chân Tết. Vậy hả? Vậy mà Tuấn cứ tưởng. Tưởng gì? Tưởng đâu là người yêu cũ của Chậm. Chậm làm gì có người yêu cũ. Chậm chỉ có mối tình đầu thôi. Tuấn cũng vậy. Mối tình thời học trò rất là đẹp. Hồi đó mình còn khờ, mình không có biết nắm bắt. Nhưng mà lần này Tuấn sẽ không để dục mất cơ hội đâu. Hãy để Tuấn chăm sóc cho Chậm nha. Và cho hai đứa nhỏ nữa. Chăm sóc cho cả má nữa. Thấy cách của con hay ghê không? Con nhận siêu thì chứ. Dạ. Tía quên nói con nữa. Vụ gì tía? Hồi sáng nhái nó gặp tía, nó nhắn. Nhắn gì? Nó đi kiếm con từ sáng giờ không gặp. Chừng nào tía gặp con á, cho nó nhắn là con coi về cuốn quần áo đi luôn ra khỏi nhà. Nó không muốn gặp mặt con trong nhà. Chết, con quên. Con nói vợ con là con đi mua đồ ăn sáng cho vợ con, mà bây giờ tới chiều luôn rồi. Vậy hả? Dạ. Ủa? Sao tía không nói con sớm? Nó thấy cũng đâu gấp, từ từ nói. Nó nói kiểu đó sớm muộn mày cũng đi khỏi nhà rồi, đâu cần mới gấp. Đi không gấp nhưng mà con gấp. Thì chuyện ai nấy lo chứ đâu phải chuyện tao đâu. Trời ơi, vậy là chết con rồi tía ơi. Chết mày chứ, chết ai nấy chịu chứ. Thà sợ vợ y như tía nữa. Má, sắp xong chưa má? Sắp xong rồi. Chờ một chút. Dạ. Ê nè nhái. Dạ. Con quét nhà con tấp vô một góc nghe không? Đừng có quét ra cửa. Qua mùng ba Tết rồi mình hả quét. Ủa sao vậy má? Còn Tết mà mình quét ra cửa như vậy á là tài lộc có đi hết đó. Dạ con nhớ rồi. Mà má, hồi nãy giờ cô Hồng gọi điện hối con á. Vậy hả? Vậy thôi đi. Thôi để đại cái chỗ đó đi. Dạ, để con tấp vô một chỗ đã. Trời ơi, mọi người chờ mình ở ngoài nãy giờ. Mà nè, vô lấy cái bình hột dưa theo cho má luôn nghe không? Dạ. Thôi, vô góc có được con, để đó đi. Để tấp vô đó. Má chờ con đi vô lấy cái giỏ với cái nón. Nhanh. Dạ. Đi má. Đi. Ủa má con bà tính đâu hả? Đi công chuyện chút. Đi đâu mà nhà cửa quét chưa xong rồi làm gì mà gấp dữ vậy? Ông quét giùm luôn đi. Trời đất ơi. Ở nhà coi nhà luôn nghe. Bữa nay còn Tết mà. Đi chút nghe. Ở nhà vui vẻ nghe. Chủ nhật tí con đi. Ai người này ngộ nghe.
Ê, Tết nhất sao thấy chán dễ sợ ha. Ừ, biết rồi, xẻo lá mà không có gì để chơi chứ. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Ông rảnh đi. Ê, không ấy giờ, mình đi nhậu đi. Thôi ông ơi, nhậu từ hai mấy Tết tới giờ, cái bao tử hả, muốn đem đi làm phá lấu luôn á. Ê, không ấy tụi mình qua bên quán cô Hồng á, chơi lô tô với hội chị em phụ nữ đi. Qua đó, thà để đi nhậu sướng hơn. Đúng rồi, lô tô á là cái trò của chị em phụ nữ. Mình là đàn ông đàn an, mình phải kiếm cái gì đó mạnh mẽ mình chơi. Gì mạnh mẽ? Thì mạnh mẽ cái trò nào, ví dụ như đá gà đó, đánh nhau đâu. Tệ nạn. Ừ, đúng rồi. Tệ nạn. Rồi, đây, chuẩn bị đi. Rồi. Nè, sẵn đi. Khoan. À. Ủa, có mấy người vậy hả? Chờ xíu đi. À, tôi đếm lại mấy cái vụ này coi cho nó có đủ không? Đúng rồi đó. Trong thời gian chờ đợi kiểm cờ đi cô Hồng. Để lát thiếu một con cái đợi chờ cái chết luôn á. Hôm qua tôi đếm rồi, dưới mà bên đây đếm kỹ lại. Cho bác Tư với cô chọn màu trước. Trời ơi. Ủa? Chàng ơi, chị ơi, làm gì nay đi trễ vậy? Trời ơi, tôi nói á, phải cúng kiến rồi ăn uống dọn dẹp xong mới đi được chứ. Ủa cô Hồng, tới đủ chưa vậy? Còn mẹ má con mén, nhưng mà nói chút nữa qua sao. Nhưng chậm cũng không có nè. Thôi có nhiêu chơi nhiêu đi, trời đất ơi, đúng không? Đúng rồi, thời gian là vàng bạc. Chơi vậy đây, màu xanh đâu đây, cô không khoái màu xanh này, cho tôi màu xanh. Màu xanh cô Hồng, con chào với cô Hồng nè. Cô Hồng tên Hồng nên lấy hai cái màu hồng luôn. Khoan, cái gì vậy? Cái gì vậy? Màu hồng là màu của em, không được hết trời. Hồi bữa chú nói với chị là chú kỹ với màu hồng, đừng lấy màu hồng xui. Chị Bảy yên tâm đi, em tắm nước là bưởi thần thánh rồi. Bữa nay em hạ gục luôn 5 người đó. Ghê ghê. Nhường nó đi. Thôi được rồi. Cứ đưa nó đi, coi thử nó có hạ gục được. Chỉ sao má, tại vì mấy đây nó thua dữ lắm rồi. Biết rồi. Để đưa màu hồng con nó kể đi. Thôi nhường cho nó đi con. Với lại nó thích màu hồng rồi, đúng rồi. Rồi, con Hồng đi. Thôi con lấy màu vàng cho nó tươi nè. Con lấy hai tờ. Rồi. Con nhớ lấy đâu. Con nhớ lấy con xanh, xanh giống má. Xong chưa? Chưa, nhớ bình thùng dưa má đâu. Đồ đạc, đúng rồi, đồ đạc. Dạ. Bình thùng dưa của má đâu? Má biểu con đem theo đó. Con đâu, tấm tàn. Kìa. Trời ơi, tấm tàn. Đã, bình thùng dưa đây. Trời ơi. Đem cho con đặt mà. Đem qua đặt ngồi cắn ngon lành như kìa. Nhưng mà má đưa đây cho con mớ đặt chứ. Ừ, hốt cho nó mớ chị. Ừ, nè, chia ra đó, người ít đặt ha. Rồi, thôi, kêu đi, kêu lẹ đi. Trời ơi, tôi nôn quá trời rồi. Nè. Đây. Con Hồng kêu trước đi. Kêu nha, chuẩn bị nha. Rồi, con Hồng kêu trước đi con Hồng. Con Hồng, mềm càng tiếng quá. Thôi tôi kêu đi. Tôi kêu đi. Dạ. Tôi khai đau ha. Chuẩn bị nha. Dạ. 19. 19. 19. 19. 19 đây. Trời ơi, tôi kêu tôi đọc nên đặt chậm quá chị ta. Sắp lên mất rồi. Rồi sắp lên nè. Kêu đi, chị kêu cho nó hay hơn cái coi. Mấy rửa đọc hay lắm à. Con heo 47. Con heo 47. Chính đúng nè. Anh hết. Đây. Ai kêu mày lên trước rồi. Cảm ơn nghe. Ê, danh về nào mày. Đợi xíu nha. Ê tụi bay. Không như chú Tết mà chơi. Sáng giờ gọi không được. Ra ngoài đây hả? Có mày đây nữa hả? Ê, đâu ra mấy vụ này vậy? Hồi sáng qua kiếm tụi mày nè. Rồi thấy người ta chơi vui quá, cái vô chơi thử. Quên được nhiêu đây nè. Còn trong đây nữa nè. Ủa, đã vậy? Dễ ăn ta. Số tao đang đỏ, là vô chơi tiếp nha. Tiếp. Tội hẹn đã rồi. Đặt đi. Ê, vô chơi. Thôi, chơi mấy này, tí tôi biết. Không cạo đầu chết luôn. Trời ơi, ba ngày Tết mà chơi cho vui đó. Thấy anh em ta chơi quá trời, mình chơi có làm sao đâu. Đúng rồi đó. Mình vô mình thử hên vài ván thử coi năm nay mình có hên hay không. Mình không nói, tụi nó không nói. Tụi hai không biết đâu. Ê, thấy người quen không ha? Bà con hàng xóm với nhau không à? Với lại ba ngày xuân bốn ngày xẹp, lỡ tía tôi có biết chắc tía cũng đâu la đó. Đúng rồi, dễ gì lá. Ôi, chơi đấy. Chơi. Tiến tụ đi. Chơi dở.
ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết mà sao ruột gan như muối xác thấy đàn con dao mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày cho nên gan ruột mới bời bời làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày nhìn người ta mà lòng đau cuộc đời sao sao dời sao đôi ngày ngày qua kinh giờ ngồi đây nhìn đàn con kinh. Nó đang lớn dần rồi làng quê xem bố kinh luôn về thành đô rồi cùng nhau tập tành. Thằng này nó y như má nè, làm gì cái ngủ cái em mới vậy nè. Kinh đi, nằm đó mà kinh với kệ đi, mau vào. Khi trở về, cơn sốt tiền đã biến hình. Nhìn anh dữ à? Tao nói thiệt em coi coi. Sáng giờ anh đi đâu? Thì anh đi chung với tụi ông Tèo nè. Mày đâu? Chơi cái gì? Không đi nhậu hả? Sao nhìn thấy mặt tỉnh queo vậy? Nhậu mấy ngày rồi mệt quá nên không nhậu nữa. Thì đi uống cà phê. Đi uống cà phê? Ừ. Xạo ke, Tết ai bán cà phê cho anh uống? Thì cô Diễm Hồng á. Bên cô Diễm Hồng? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Em chơi lô tô bển cả ngày á, có thấy anh qua đâu. Vậy là... tụi anh định tới quán cô Diễm Hồng uống cà phê. Mà mới tới cổng à, thấy đông quá, cái tụi anh quẹo qua uống quán khác. Không lẽ chồng em nói em không tin. Rồi, rồi cứ cho là đi uống cà phê đi. Này đâu ra? Anh có quỷ đen từ hồi nào? Anh đâu có quỷ đen quỷ trắng gì đâu. Vậy cái tiền này ở đâu ra? Tiền này của... Đâu? Ba Lít. Tiền không phải tiền của Ba Lít mà là Ba Lít á, nó có bạn trên phố nè, về quê mình chơi nên tụi anh hùng tiền lại đãi người ta ăn nhậu cho nó hoành tráng. Ủa, mắc mới gì bạn Ba Lít mà mấy anh hùng tiền lại? Tụi anh hùng có chú ít làm ông Ba Lít mới hùng nhiều. Cứ cho là ông Ba Lít hùng vô nhiều đi, nhưng mà mắc gì ổng không giữ mà anh giữ. Tại mắc cái chứng giờ mắc cái chứng là trong nhóm á chỉ có mình anh có gia đình thôi nên ổng tin tưởng ổng đưa anh giữ. Rồi đặt vô đi, đặt vô đi. Bầu đi, bầu nghe bầu. Thiếp vợ đặt đi lẹ lẹ đi. Sao thấy trễ vậy? Ok phải. Ăn sao rồi? Vô vô đặt cái mấy con. Đang ăn ngon lắm á. Ê, cái chỗ tao đang hên á. Cho mày vô nè. Vô đặt cái mấy con. Này ngộ thiệt nha. Tết nhất mà sáng sớm mà mạnh ai nó túa đi à. Bắt mình ở nhà suốt rồi đó, giống y như quản gia. Thiệt tình.
Dạ tiếng mới qua. Ừ. Tết nhất năm mới năm mũ. Mặt mày buồn so hả? Không thấy mới chút nào. Tiếng hôm qua. Ủa? Má đâu rồi tiếng? Má mày đi gặp gỡ hội phụ nữ gì sáng giờ rồi. Làm gì tiếp? Mày chắc chơi lô tô rồi, tao nghe kêu lô tô rùm bên chỗ nhà bà Hồng đó kìa. Lô tô hả tiếp? Ừ. Vậy đi gỡ. Mà tiếp. Gì? Cái hội phụ nữ đó đó, trong đó có vợ con không dạ? Có má vợ mày đó. Dạ. Má mày. Dạ. Thì chắc cũng có vợ mày đó, vợ mày nó cũng hội phụ nữ đó, chứ không lẽ nó hội phụ nam. Vợ cũng chơi lô tô kiểu vậy rồi sao mình gỡ. Không sao, hai vợ chồng cùng chơi. Ủa mày lắm nhảm gì vậy? Dạ, đâu có gì đâu tiếp. Lời thề đong đưa theo gió, mình yêu nhau mấy độ xuân rồi. Lời thề đong đưa theo gió, mình yêu nhau mấy độ xuân rồi. Đẹp không? Trời ơi, diễn gì trời. Đẹp không? Bà đổ cái gì đâu vậy? Dương miệng á tiếp. Ờ, Dương miệng. Cái này là Dương miệng, Dương miệng gì? Nữ hoàng lô tô xóm xẻo lát. À, ừ, đúng rồi, Dương miệng nữ hoàng. Tôi chơi lô tô tôi thắng. Trời ơi, tôi nói kinh lia lịa hà. Đó, mấy chị em tụi tôi á mới đặt ra là ai mà thắng nhiều nhất á thì sẽ được cái đội cái Dương miệng nữ hoàng này nè. Xém mất cái chức nữ hoàng này rồi đó. Đó là tưởng bà Hồng thắng ấy, ai về má thắng. Rồi vợ anh có được thứ hạng gì không? Không. Em đang có bầu nên được đặt cách nằm trong ban tổ chức. Chơi cho vui à chứ không có giải. Ông thấy tôi giỏi không? Vậy đạt được Dương miệng nữa vậy? Ừ. Bắt đầu từ đây sắp tới nha. Nữ hoàng ở nhà giữ nhà cho tôi đi à. Đi đâu? Trời đất ơi, thì tôi cũng có cái hội nam sinh của tôi vậy. Ờ, ông là phải hội phụ nam. À, mà cũng không phải nữa, hội phụ lão mới đúng. Mày còn lâu quá. Kè. Sao mày không ở nhà luôn đi? Anh thông cảm đi, vợ em nghỉ chơi lô tô rồi. Em canh dữ lắm em mới chạy qua đây được á. Thôi thôi, rôm tiền lên đi. Còn mấy chục ngàn, đủ gỡ không? Ok, bao nhiêu cũng phải gỡ. Bữa nay mà gỡ không được là tiêu luôn á. Ừ. Đi đi đi, vô vô. Này, gì? Đợi chút. Đợi gì? Tấm tàng nó đang qua. Trời trời, kêu tấm tàng qua chi bé cò. Trời đất ơi, nó về nó mét chú hai là chết cả đám luôn á. Ờ, không sao đâu, tôi nói nó rồi. Hôm nay nha, nó là thần tài cứu mệnh của tụi mình đó. Bữa giờ nó chơi lô tô hên lắm. Ờ, vậy hả? Vậy là bữa nay nó ra nó sẽ giúp mình thắng hả? Ờ, được hả? Thần tài tới kìa. Thần tài tới. Có chuyện gì mà trời 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 trời, nắng muốn chết hóa ra đang chi vậy anh Bảy? Tám, hôm nay tụi anh á là trông cậy ở em hết đó nha. Gì trời? Tưởng chuyện gì? Chuyện nhỏ. Để em vô. Trời, tôi kêu nhà phi đặc. Ôi trời ơi. À, trời ơi. Hai người bữa nay đi mà tình tứ giống như tình nhân mới. Mất mấy yêu vậy đó trời ơi. Trời đất ơi, tôi kêu bà ở nhà đó chứ. Tự nhiên nay mày đặt đổi theo rồi phê đồ mệt. Mấy ngày Tết mà cô Hồng ăn. Ờ, đúng rồi. Bắt tao ở nhà ngoài. Bà dắt tao ra ngoài hẹn hò chứ lãng mạn. Nghe nè, anh chị Hà cũng mới tới cũng lãng mạn giống vậy. Cộng quá. Vô vô vô. Vô vô. Em. Anh thấy em đẹp không? Ờ Vợ anh lúc nào mà không đẹp. Nịnh quá à. Anh cô Hồng rủ á, qua nhà cô Hồng chơi lô tô. Đi. Thôi em đi đi. Anh anh bận công chuyện. Bận công chuyện gì? Tết nhất mà bận công chuyện. Thì anh bận công chuyện. À, đau bụng. Đau bụng quá. Đau bụng sao vỗ đầu? À, anh xạo quá à, đi qua phòng chơi, lẹ lên.
nó ghim ghim thiệt. Với lại tính nhất rồi, bỏ nhà đi hết kỳ lắm. Mấy em đi qua bển chơi đi, anh ở nhà lỡ có khách thì có người tiếp. Ừ, cũng hợp lý. Mà đau bụng á, vô trong tủ thuốc lấy thuốc uống nha. Thôi em đi qua khoa Hồng chơi lô tô. Em đi chơi thắng lớn nha. Alo, đại bàng gọi chim sẻ, nghe gót trả lời, nghe gót trả lời. Chuẩn bị tác chiến. Nè, vô đây, anh chị Tư vô đây. Dạ, chào chị Xui. Chào chị Xui. Chào chị. Dạ, uống cà phê đi. Dạ. Nè, anh Tư nè. Trời ơi, tình cờ mà gặp vui quá em. Dạ, vui. Ủa, cho nay hai anh chị Xui uống cà phê sớm dữ vậy? Đi sớm được giá khuyến mãi hả cô Hồng? Dạ. Thiệt hả chị? Cô Hồng nghe, vậy là thiên vị không được à nghe. Yên tâm, ưu hết, ấy ưu đại hết. Thì vậy rồi được. Ủa sao nay quán mình vắng vậy? Hen, không thấy đứa nào hết trơn vậy chị? Tôi vô ngồi nãy giờ cũng thấy đứa nào tới hết. Chắc ra bờ sông hết rồi, sáng giờ cũng thấy đứa nào hết trơn á. Ủa ra bờ sông làm gì ngoài? Chắc đánh bài chứ gì. Đánh bài. Trời đất ơi. Ủa, vậy mấy anh chị không ai biết gì hết hả? Có biết gì đâu. Trời đất ơi, cái chuyện động trời rần rần gì mà không ai biết hết. Trời ơi, ngoài đó đánh lớn lắm luôn. Nghe nói hả, có đứa thua cả chục triệu luôn đó. Trời đất ơi. Có chục luôn đó hả? Ai tổ chức vậy? Đâu có ai tổ chức đâu. Tết nhất mà, tự động mà. Làng trên xóm dưới nó tụ vô, trời đánh một sòng lớn thiệt lớn. Không thể tưởng tượng được luôn á. Màn đất ơi. Hay là mình kêu công an bắt hết tụi nó đi. Đi, lấy đâu có được. Lỡ có tụi nhỏ ngoài rồi sao? Kệ nó đi. Sức chơi sức chịu, liệu sức mà chơi. Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, dính vô ba cái cờ bạc đó tàn gia bại sản mà không nghe tôi là sao? Bao nhiêu? 7 triệu bạc. Anh ơi là anh, 2 ngày giờ anh làm gì mà mất hết 7 triệu bạc hả? Anh xin lỗi vợ. Chơi với bạn bè của anh á, anh chiến ra chiến vô, tôi có cấm cản anh không? Tôi chỉ nhắc anh á là anh phải biết cầm chừng. Vậy mà anh được đằng chân lật đằng đầu, anh chơi cho đã cái nơi của anh, anh không có thèm đếm xỉa tay hết á. Đâu có đâu, mới đầu á anh chỉ chơi cho vui thôi. Mà vô chơi, chơi hồi nó thua. Mà thua thì mình phải gỡ. Mà anh càng gỡ thì nó càng thông. Nhưng mà anh phải coi lại mình chứ. Mấy cái ông kia, ông có vợ có con đâu. Ông có trách nhiệm với ai đâu. Còn anh thì sao? Anh có vợ rồi, anh có 2 đứa con nữa. Vậy mà anh còn cờ bạc để đó. Rồi để cho 2 tía bắt tại trận vậy đó. Anh có thấy xấu hổ không? Thấy xấu hổ lắm. Anh biết anh sai rồi. Bây giờ đừng giận anh nữa nha. Bây giờ trở như sao á, anh muốn làm gì đó là làm. Tôi cũng quan tâm lắm. Quá trời quá đất rồi hả? Giữa băng mày băng mặt mà dám cờ bạc đỏ đen ăn tiền. Mày biết đánh bài ăn tiền là công an người ta cấm. Thấy không? Tao chưa báo công an nghe. Tao mà báo công an hả? Người ta mời về trên xã, người ta xử lý hết. Nhà ba Tư đó, trước mắt ra không thấy hả? Bán nhà bán đất, phải trả nợ cho người ta. Cũng vì cờ bạc, số đầu số đuôi, đá banh. Mày thấy gia vô cái nghề đó, mày thấy có ai giàu không Tám? Cái nhà này có ai vậy không? Lớn rồi phải lo làm ăn chứ. Nói biết bao nhiêu lần rồi. Dạ con biết rồi tía. Con xin lỗi tía, con không dám gì nữa. Từ đây sắp tới bỏ tiệt cái vụ cờ bạc nghe không? Dạ. Con cái lớn rồi, đâu phải cần đánh đập đâu.
Nói cũng phải biết nghe chứ. Quay mặt cho đây. Đúng là khó chịu thiệt á. Nhưng mà tình trạng này rồi nó cũng hết à. Con yên tâm đi, không sao đâu. Yên tâm sao được. Con thấy tốt nhất á, má đi bác sĩ đi. Chứ má ấu vậy hoài chịu sao nổi má. Bây giờ lớn tuổi rồi, cho nên sức khỏe nó yếu, nó mới hành chút đỉnh vậy thôi. Hành gì mà hành lâu dễ sợ luôn. Ủa, sao hai bị gì cả? Ờ, cái sữa bầu má mua rồi đó nghe. Dạ không biết rồi. Má thấy ổn không? Nếu không ổn thì dìu má vô trong nghỉ. Má. Trời ơi, bé thím hai. Thôi vô nhà nghỉ nha má. Ây da, khó chịu quá. Thôi má ngồi đi chút xíu, má cũng khỏe rồi, má vô má nghỉ. Con đi về đừng lo quá. Nhớ đem cái sữa bầu về cho con nhái nghe không? Trời ơi, cái đó để vợ chồng con lo. Má lo cho má trước kìa. Con thấy người mà cần tẩm bổ nhất là má. Má biết rồi. Thật. Ủa má. Tía đâu mà chưa về nữa vậy? Ôi, hổm rài giờ tía bay á, lô bu công chuyện dữ lắm. Ông đi hoài à. Phải chi mấy lúc này mà có một tấm tàn ở nhà cũng đỡ. Thôi, con đi về đi. Lo nhà cửa, lo cho con nhái nữa. Má không sao đâu. Tía ba em sắp về rồi đó. Má khỏe chưa? Khỏe rồi, yên tâm. Về đi má không sao đâu. Không khỏe không á, con mới về. Má nói má khỏe mà. Thôi vậy con về thôi, má con về. Ừ. Alo, anh nghe nè. Hả? Thì đang đi căn tôm nè. Em thích hoa cũng sắc á. Thì hôm nào á, để anh đi căn tôm rồi anh thấy anh hái về cho em nha. Bà Lích. Gì buồn tèo? Thiêm Hải. À, rồi. Thiêm Hải có bầu. Em thích đi ăn kem hả? Rồi, hôm nào anh chở lên người xã nha. Vậy nha. Bà. Ôi, cuộc tèo. Mày nói bắt hai bị cái gì? Là sao? Ê. Trời. Đang yên, đang lành, bắt hai cái. Bị bên nặng dữ vậy. Con ơi! Cái gì vậy mày? Tin hot, nóng hổi sốt dẻo giật gân. Bảo đảm cô nghe xong là cô sốc tới ốc, lật ngang té xỉu luôn á. Mày, lúc nào sốc tới ốc, tin hot, tin nóng. Ê, đứng vậy nghe nó mới hấp dẫn. Tao thích ngồi nghe à. Tin gì? Thiếm hai có bầu. Thiếm hai nào? Thiếm hai lúa chứ thiếm hai nào trời. Thiếm hai lúa, vợ chú hai lúa hả? Chứ ai nữa. Bảy thằng ba, con nghĩ sao vậy? Hồi sáng chính mắt con thấy nè, thiếm hai ha. Miệng thì ói mửa nè, tay trái thì xoa xoa bụng nè, tay phải thì đấm lưng vậy nè. Đó. Thiệt hả tèo? Con nói giỡn con chi. Hồi sáng nè, chính tai con nghe, chính mắt con thấy là Bảy cò, nó nói là nó để nó vô, nó pha sữa bầu cho má uống là thiếm hai á. Không phải ha, tại vì có bầu á, chừng 4 tháng trở lên á, thì mới thấy bụng. Đó, đúng rồi. Thảo nào, mấy bữa chị hai qua đây, tao thấy bà có vẻ xanh xao, mệt mỏi, rồi nhức mỏi là bà hay đấm lưng nè, rồi bể quải, mà hình như cái cổ của bà đó, nó giật giật á. Cái cổ giật giật luôn hả? Dính bầu chắc luôn.
Rồi mày biết là được mấy tháng rồi không? Hồi sáng con thấy thím hai còn mặc áo bà ba, chắc là mới cấn bầu thôi. Ui! Chàng ơi, tôi tính chạy vô trong ông nè. Thôi, ông mò lâu dễ sợ luôn. Tại ông chắc tôm tôi nó rụng đầu hết quá. Biết sao không? Đang lỡ dở đập nước đá để ốp tôm á, xong rồi mới chạy vô ông. Không ấy cẩn đây luôn ha. Cẩn đây luôn đi. Đây, coi tôm cái coi. Ôi, tôm tươi á, bự bự không ha. Rồi, 12kg yếu. Giờ trừ thùng với nước đá, tính 10kg ha. Tính nhiều cũng được hết trơn á. Tôi với ông à, tính toán chi kỹ quá vậy. Đó, phải là bằng là chỗ đó đó. Sẵn cho mượn cái thùng luôn, làm biến sang quá rồi. Mới mốt vô trả. Giữ vô đi. Đáng lý gà nó chắc cũng khoảng thêm được 1kg nữa à. Tại vì tôi giữ lại để nấu cháo cho vợ con với má tôi ăn. Bác hai gái thì sao rồi? Ổi hoài, ổi ghiết mà đến nỗi là trong người không có gì để ổi luôn á. Trời ơi, vậy là mất sức lắm rồi đó. Ờ. Trời ơi, giờ một mình ông mà phải chăm tới mấy người, chắc mệt lắm ha. Cũng gán thôi. Quán xá trống trơn vậy trời. Cô Hồng ơi! Cô Hồng ơi, cô Hồng! Hồng đây, Hồng đây. Đây có Hồng, đây có Hồng. À, uống cà phê hả? Không có. Tôi qua tôi mua về cho ông Tư. Dẹp chuỗi ở quần bên đi. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, tôi nói bà nghe chừng này nè. Cực kỳ sốc. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Cực kỳ hot luôn. Tin gì mà cô làm cái vẻ như... Chị Tư, em hỏi thiệt chị nha. Chị hai lúa có thai thiệt hả? 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 Thiệt hả? Trời đất ơi, cô nói là chị xui tôi có thai. Ủa? Chị không biết gì hả? Chàng ơi, tôi đâu có nghe ăn nhái nói gì đâu. Chắc bây giờ nó nói chưa có tiện. Không có đâu. Nếu mà có gì á, con nhái đã nói cho tôi biết rồi. Không phải đâu chị ơi. Tại cái chuyện mà chị hai có thai á, cái lúc này á, mà nói ra nó kỳ. Ba ngại ba không dám nói. Cho nên có khi á, chị dặn nhái không có nói với vợ chồng anh chị đó. Tôi phải về liền mới được. Chị Tư, còn cà phê sao? À quên, cô đi làm đi, tôi mua về cho ổng. À, đợi chút nha. Trời đất ơi, thôi, ai mượn ai biểu vậy? Còn yếu làm ơn làm phước nằm ở trong nhà giùm tôi. Bưng tới bưng lui rồi chóng mặt còn ngã cái bịch rồi mất công người ta nữa. Tôi làm được mà. Được cái gì mà được? Thôi, để tôi làm cho. Bà cứ nằm nghỉ ngơi đi. Ổn rồi toàn là uống sữa ăn cháo không. Có sức khỏe gì đâu mà làm. Sao rồi, bữa nay cái bụng bớt chưa? Cái bụng á thì nó còn, nhưng mà ho thì đỡ nhiều rồi. Thiệt tình nói không có nghe. Cứ nghỉ ngơi đi, còn ba cái chuyện nhà đất đó để tôi lo chứ. Cái gì bà cũng phóng vô bà làm. Rồi ăn không được, rồi ngủ không được, rồi nó suy nhược cơ thể chứ gì đâu. Tôi biết rồi. Nói đó bà, cái tôi biết rồi. Cái câu đó nghe riết, cái liên khúc đó, cái liên khúc đó nghe nó nhàm lắm rồi. Sửa lại câu mới đi. Tôi chưa biết đi, rồi đăng ta chỉ cho, không? Người ta làm cho. Hôm ra giờ homestay mình cũng vắng khách, nên tôi cũng nghỉ ngơi được mà. Có làm sao đâu mà lo dữ, không biết à. Bây giờ nói nghe nè. Gì? Thèm ăn gì, nói tôi đi chợ mua về nấu cho ăn nè. Hôm ra giờ bỏ bê ông quá. Trời, thôi, khỏi đi, coi nhà có gì ăn lấy đi, bà để tôi lo cho. Bà mà đi chợ cái mệt cho tôi nữa. Thôi, vô nằm nghỉ đi. Khi nào có mệt gì nói tôi, đưa đi bệnh viện nè. Quan tâm dữ hen.
Trời đất ơi, cũng quan tâm bà tôi quan tâm ai? Bà nói tôi nghe coi bà Tư. Hả? Tôi còn làm được, để tôi làm chứ nằm chỗ hoài nó mệt lắm. Đi vô, đi vô, đi vô nằm nghỉ liền giùm tôi cái. Đi, 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 để tôi làm cho. Ông mày thiệt là. Cái gì? Thấy không, thấy không, thấy chưa? Ngồi xuống, ngồi xuống. Thiệt tình chứ. Sao trong mặt dữ vậy? Tao đã nói rồi mà không chịu nghe. Vậy hả? Quá liền coi. Má mày chóng mặt nè. Để nghe. Ui, 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 chậm, chậm. Gì vậy? Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, em tính chạy qua nhà chị luôn rồi đó. Chạy qua nhà chị làm chi đó? Đợi, đợi em cái. Em có mấy con tôm, cho chị mang về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn. Thôi, có thì để bán đi, tự nhiên cho chị làm chi bất công. Trời ơi, có mấy con à. Nè, cầm đi, đem về nấu mấy đứa nhỏ ăn. Tại biết sao không, em đang vội. Bác hai á bị bệnh nằm bệnh viện, nên bây giờ em phải chạy lên chảnh gấp. Ủa, thím hai bị bệnh hả? Rồi có sao không? Ủa, chị không hay biết gì hả? Hay gì? Trời, cả xóm này biết hết trơn rồi. Biết gì? Sao mặt quẹo đeo vậy, nói coi. Bác hai gái bị bệnh ung thư rồi. Ung thư? Ung thư giai đoạn cuối luôn. Trời đất ơi, rồi sao bị biết Kim Hai ung thư? Trời ơi, mấy bữa trước Kim Hai á nôn mửa ói bụng bự. Trời đất ơi, hôm trước á chị cũng gặp thím Hai đây nè, thì thấy thím mệt mệt có hỏi thăm. Thím nói là thím không khỏe trong người, với lại không thích ăn uống gì nữa hết. Chứ ba cái vụ ói mửa rồi bụng bự gì đâu có đâu. Mấy bữa đó là có triệu chứng xấu rồi đó chị, mà bây giờ á nặng hơn nữa. Trời ơi, thấy thương ghê không. Thôi, để giờ chị về ha. Chị lo cho mấy đứa nhỏ, xong rồi sắp xếp vô bệnh viện thăm thím Hai. Bệnh viện nào á? Bệnh viện trên tỉnh đúng không? Ở dưới huyện á. Ở dưới huyện, rồi rồi, chị biết rồi, cảm ơn cưng nha. Dạ, đi chị cho có cái tình. Ừ, rồi rồi rồi. Mèn đét ơi, làm gì mà điện cho em cả trăm cuốc mà không bắt máy gì tấm tàn. Ờ, nãy giờ mới quay phim xong mới ra nè. Có gì không? Anh hỏi thử coi em có về chưa mà. Về gì? Tôi mới lên Sài Gòn này mấy ngày mà về chi nữa. Trời ơi, bắt hai gái bị bệnh mẹ không về hả? Hả? Phim Hai bị ung thư rồi đó tàn. Ông nói cái gì? Alo, alo. Rồi. Cái kiểu này á, chắc thằng nhỏ không hay biết gì rồi. Bởi vì thương cha mẹ, dù có bệnh như thế nào cũng không nói cho con cái biết, sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của nó. Cầu mong cho bác hai gái qua cái đợt này đi. Alo, Tiến nghe nè con. Má sao rồi Tiến? Ờ, má mày khỏe nhiều rồi. Tiến nói thiệt con biết đi, má bị cái gì vậy? Tiến đừng có giấu con nữa. Má mày khỏe, tao nói khỏe chứ sao? Trời ơi, má nhập viện rồi mà Tiến nói má đỡ. Thì có đi bệnh viện, nhưng mà bác sĩ người ta trả về rồi. Bà đang nghỉ ngơi, có gì Tiến gọi cho hay. Bác sĩ người ta dặn bà thèm gì cho ba ăn nấy, đang nấu cháo vịt cho ba ăn nè. Vậy nghe. Dạ dạ. Có gì đâu mà mình này thiệt tình. Ông Tư, ông Tư. Ông Tư ơi, có chuyện lớn rồi ông ơi. Chuyện gì? Chị Xui. Tôi biết rồi. Ủa? Ông cũng biết rồi hả? Cả sớm rần rần sao không biết được.
Bây giờ tính sao không? Tính gì nữa? Thì đi qua thăm anh chị chứ sao? Giờ nhiêu tuổi rồi, tự nhiên cái con dâu với má chồng cùng mang thai một lúc, coi kỳ cục của ông ha. Gì vậy? Gì có thai ở đây? Mang thai gì? Qua tào lao gì? Chị xui là chị ung thư chứ mang thai cái gì? Thấy tôi xách bịch cao đi thăm không? Chị xui mang thai, thành ra tôi mới đi mua sữa dưỡng thai tính qua thăm chị nè. Bà nghe lộn gì vậy? Có thai gì đây? Chị xui chị bị ung thư đó, thời kỳ cuối rồi. Ông này, ông tính trụ chị xui hả? Chị xui có thai chứ không phải là ung thư. Tôi nghe rõ ràng là chị bị ung thư giai đoạn cuối đó, nhập viện rồi kìa. Trời đất ơi, không phải đâu ông ơi. Tại lớn tuổi rồi mang thai nên sức khỏe yếu, thành ra mới nhập viện đó. Chứ ung thư đâu mà ung thư. Con nhái á, nó mới ẩm thằng cốc qua nó gửi tôi đây nè. Rồi nó nói nó vô bệnh viện nó thăm má chồng nó kìa. Nhái nói bạn sao? Có nói được cái gì đâu. Nó quăng nhỏ đó, nói má coi giùm con nha, để con chạy về bệnh viện rồi lát về con nói chuyện đó. Vậy thôi đó. Như vậy thì đâu có chắc là chị xui có thai đâu. Chắc chắn là chị bị ung thư đó. Tôi nói có thai. Ung thư. Chị xui có thai. Tôi nói là ung thư. Có thai. Ung thư. Có thai. Bà mà bà cứ cãi tôi hoài. Tôi biết cái chuyện này là nghe đồn đổ đạn là ung thư. Có thai gì? Tôi mệt quá, không có cãi nhau nữa. Muốn gì bây giờ đi qua bệnh hỏi anh xui cho chắc ăn nè. Khỏi cãi. Ừ. Tôi cũng đi với ông nữa. Ừ. Đi hết rồi ai coi gốc. Thôi, nó ngủ, tranh thủ đi lẹ về lẹ. Ờ, bà tranh của bà, tôi cũng của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh chị Hai hay thiệt mày. Thì đó, con nói cô nghe, chú Hai là 50 mấy tuổi rồi, còn Thiếm Hai hình như là cũng 40 mấy 50 tuổi đó. Vậy mà có bầu, kỳ tích thiệt chứ. Sao thiệt? Chị Hai chừng tuổi này rồi mà còn có thai được. Mình còn trẻ hơn chị Hai nữa đó. Còn có ông hả? Cô nghĩ gì mà mặt cô kỳ kỳ vậy? Thím Hai mới đi nằm viện về phải không? Đúng rồi. Tao vô thay đồ, mày chở tao qua đó thăm bả cái nha. Đi thăm Thím Hai hả? Ừ. Không được. Một phút nữa con mắc đi công chuyện rồi. Trời. Má ơi, má ơi, má. Chị xui có thai. Tôi nói là ung thư. Có thai. Ung thư. Có thai bà mà. Bà cứ cãi tôi hoài. Tôi biết cái chuyện này là nghe đồn đổ đạn là ung thư. Có thai gì? Anh nói tôi, chị Tư. Cô Hồng. Dạ. Cô xách sữa. Chắc cô cũng đi thăm chị xui tôi nữa hả? Chắc chắn là phải có Hồng chứ làm gì không có. Ui. Dạ con chào cả nhà. Rồi con này nữa. Con nghe bác Hai gái bị bệnh nên con đem mớ tôm qua thăm. Tội nghiệp, thằng Tám Tàng trên thành phố không có hay biết gì hết. Cái thằng tào lao, người ta có thai là tin vui làm gì tội nghiệp mày. Không, tôi nghe rõ ràng à, chị Hai chị bị ung thư đó. Đúng rồi đó, bà thấy chưa? Ủa vậy sao con nói với tôi là chị xui tôi có thai? Trời ơi, chính miệng thằng Tèo nói với con nè, bác Hai gái bệnh ung thư, nôn mửa ói bụng bự ra. Không có phải, thằng Tèo nó nói với em á, nó thấy rõ ràng bảy cọ với chị Hai bàn cái chuyện mà mua sữa cho thai nhi đó, cho bà bầu đó, làm gì có chuyện bệnh. Ủa vậy rồi sao? Giờ bệnh gì? Trời ơi tức quá, chính miệng thằng Tèo nói với con là bác Hai gái bị ung thư. Thôi, bây giờ ai người nếu về người đó khác không biết tin ai nữa. Giờ quan mang quá, đi vô đó rồi đổ cho ra lẻ. Để em đi trước cho. Đi. Bác Hai. Anh Hai. Chào anh Xui. Dạ anh Xui, chị Xui. Mời anh chị Xui ngồi. Cô Hồng với Ba Lít ngồi đó chơi nha. Dạ. Anh Hai. Cái gì cô? Chị Hai có nhà không anh? Có. Bà đang nằm nghỉ trong á. Dạ.
Chị Xui khỏe không anh? Cũng khỏe nhiều rồi chị Xui. Không có đỡ đâu bác hai. Bệnh ung thư là vậy đó, chứ tới mệt lên là đi luôn à. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, mẹ ăn nói gì tào lao vậy ba lít? Tao giọng một cái chết bây giờ nè. Tự nhiên chù ẻo vợ tao bị ung thư là sao? Đúng rồi đó. Chị Xui á, chỉ có thai thôi à. Mày nói ung thư, cái miệng mày ăn mắm ăn muối à. Mày trù chỉ à? Ủa, ai nói vợ tôi có thai? Con Tèo đó anh. Rồi ai nói ung thư? Thiếm Hai ơi, con có mua mấy trái táo thì Thiếm ăn cho chất chất bổ cho em bé. Chị, anh chị Xui mới qua, của Hồng mới dạ. qua hả? Ba Lít. Chị có sao không chị Xui? Hổm rày vợ tôi bị căng thẳng quá cho nên nó bị tuột đường huyết. Ta nói nó say sẩm mệt mỏi không ăn uống gì được hết trơn á, mới ói tùm lum hết à. Chứ đâu có bầu bì hay là bị ung thư gì đâu. Ủa, Thiếm Hai, mình có mình chịu có đi, đừng giấu. Có ở đâu mắc cỡ, có bầu nữa có bầu đi. Tao đập mắt dịch bây giờ nha. Vợ chồng tao từng tuổi này có bầu bì gì nữa? Sao hôm bữa con gình ngoài đường nghe Thiếm Hai nói chuyện với bảy cò là mua sữa bầu gì mà. Trời đất ơi, Thiếm mua sữa bầu cho con nhái. Còn ông nữa, tự nhiên cái điện thoại nó nói má tôi vậy, làm tôi sợ gần chết luôn à. Ờ thì vậy là chị Xui không có bị ung thư gì hết hả? Không có anh. Vậy chị cũng không có thai gì hả chị? Trời ơi, thai nghén bầu bì gì tuổi này rồi chị. Trời ơi, tôi không ăn được cho nên nó bị đau bao tử, nó ói vậy đó. Tại Tèo là nó không rõ nên con nghe nhầm á. Tại mày, tao nói là Thiếm Hai có bầu chứ bộ. Ai kêu mày nghe thành ung thư rồi đi đồn tầm bậy tầm bạ. Tao đang nói chuyện điện thoại, mày nói không rõ ràng mày chạy đi à. Mày đi đồn miệng mày á. Tại mày á. Thôi hai mày cầm hông lên đi. Tao lao không à. Hai thằng mày đi đồn tùm lum cái xóm này, làm gia đình tao rối lên. Không có bị gì là mừng rồi. Thôi tôi cũng lỡ mua cam chị uống một vũa nghe. Xin phép anh chị Xui để tôi về nha. Chị Xui cũng ráng dưỡng cho nó khỏe lại nha, cho hết bệnh nha. Còn cái sữa bầu này thì thôi được rồi, để đây rồi tôi đem qua cho con nhái. À dạ dạ cũng được. Cái này chị uống được nè. Không bầu bì uống cũng được mà không sao đâu. Dạ dạ. Cảm ơn con. Dạ. Thôi em chào anh hai, chị hai em về nha. Dạ, dạ. Mày đứng lên đó. Tao chưa có hỏi tội hai đứa mày hả? Đồn tào lao nói vợ tao bị ung thư rồi có bầu là sao? Hai mày qua ngồi đây. Đây nè, hai thằng bay ăn cho hết cái thao tôm sống này đi. Cái này chú Hai không chấm một miếng gì chứ ăn xong rồi.